Chào tái ngộ các bạn, Hải lại gặp lại bác Cường. Hôm nay là thứ 6 hả bác? Gần cuối tháng 10, hôm nay là 29 tháng 10 năm 2021. Lâu lắm mới gặp lại bác. Chắc bác cũng có biết là bác cũng có nói rồi là gần đây là kênh của mình bị bao nhiêu report, bị cũng đánh sập thì chưa đánh sập đâu, nhưng mà nói chung là cũng bị người ta gây phiền phức giờ ngày. Thành ra cũng hôm nay cũng hơi lụng hộn thì cháu bắt đầu là livestream trên một cái kênh mới đó bác, nhưng mà cũng livestream được. Thành ra hy vọng bác có vài lời bác kêu gọi giùm cháu để mình thành lập cái kênh mới và kêu gọi những người khán thính giả mến mộ bác là tham gia đăng ký để mình thành lập cái kênh mới, để mình bắt đầu làm lại thêm một cái kênh khác nữa, trong khi chờ giải quyết cái kênh cũ đó bác. Và mình sẽ livestream bằng cái kênh mới này. Và cháu mời bác có lời bắt đầu chương trình. Tôi thì về cái máy móc computer biết cái gì là tôi không biết gì cả. Cái gì tôi thấy cái ông luật sư Trịnh Quốc Thiên đó. Thì ông ấy loan báo, ông ấy nói là thì là có người hỏi ông ấy cái kênh của Việt Lúc diễn đàn tuổi trẻ đó của cái ông Khải Đào đó, bây giờ cái số phận nó ra làm sao. Thành ra ông Trịnh Quốc Thiên ông ấy bảo thì là vì hỏi đó cho nên ông ấy bảo ông ấy xem, và quả tình là cái kênh đó là bị treo giò hay là bị không còn bị phạt đó. Có thể là bị phạt một thời gian, đụng chạm thế cái này, đụng chạm thế cái vấn đề kia. Thành ra cái truyền thông ở hải ngoại đó là nó cũng khó lắm. Và Khải Đào mà coi như là thì là mình mà dùng những chữ nghĩa là nó có vẻ như là quá đáng đó, thì nó dễ ấy lắm. Có hôm mà bạn cứ nói thì là cái thị xã Westminster đó mấy cái kỷ viên đội quần này cái gì đó tôi cũng đã cao, nhưng mà tôi cho rằng lúc bây giờ thì tôi đưa ra cái nguyên tắc credit of the time bao cho người ta một cái chỗ lùi, cho người ta một cái nghi ngờ chứ đừng dồn người ta vào chân tường. Tại vì rằng thì là ở cái xã hội nào cũng vậy thôi, là hành xử nó khó lắm. Cái chuyến trước có lần tôi đã nhắc lại cái thế kỷ trước đó, nhà thơ Tản Đà khi mà ông ấy vịnh bức dư đổ rách thì ông ấy nói rằng thôi trách chi đàn con trẻ, thôi để ta sẽ liệu bồi không ạ. Cái hồi đó thì chưa có Việt Cộng thì bao nhiêu, chưa có Cộng sản gì cả, nhưng mà ông Tản Đà, nhà thơ Tản Đà đó là một trong những các cái một cái nhà thơ mà bản lề của cái thơ cũ và thơ mới, thì ông ấy là một trong những người mà rất có tài. Tôi còn nhớ rằng thì là cái hồi mà tôi còn liên lạc với lại cái tờ Sài Gòn nhỏ của bà Hoàng Thị Thảo đó, thì bà ấy nói chuyện này thì là cái ông cậu hay là ông bác đó, tức là ông trong cái gia đình mà cái cỡ lớn đó, thì cái ông cái gì cương đó, thì ông ấy thấy rằng thì là ông Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đó, tên ông là Nguyễn Khắc Hiếu mà núi Tản sông Đà đó, thì cái bút hiệu là Tản Đà. Thế thì bảo thấy ông này là một trong những người có tài, và hồi đó ông đã tặng Tản Đà 1 triệu đồng Đông Dương để mà Tản Đà mở một nhà máy in, rồi mở một tiệm sách đó. Cái tiệm sách đó, tôi có vào tiệm sách đó ngay cái hồi đó nó là đường Gia Long, nó đâm ngay ra Hồ Hoàn Kiếm đó. Cái cô con gái đó thì tôi cũng bằng tuổi tôi. Tôi cũng là cái người mà ở tỉnh Hà Nam, ở tỉnh Phủ Lý cái gì đó. Cái quê của Tam Nguyên Yên Đổ với lại gì đó cả. Thì cái cô đó thì
Ôi là cái tiệm sách ở ngay đường Gia Long, nó đâm ra không biết bây giờ tên nó là cái gì, nhưng mà con đường cũng lớn lắm, con đường mà bên kia đường thì là nó có cái trạm mà để những người mà lên xe buýt mà đi vào phi trường Tân Sơn Nhất đó, Gia Lâm, phi trường Gia Lâm hay là gì đó, không, không ở ngoài đó là phi trường Gia Lâm, phi trường Bạch Mai. Thì đấy là nói về cái nhân tài của ông Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu. Thì bây giờ mà ngày hôm nay mà chúng ta đương ở những các cái ngày mà cuối tháng 10 rồi, cuối tháng 10 rồi, chuyến trước trong một cái clip độ 2 tuần lễ trước mà tôi nhắc lại cái ngày khai trường, tôi nhắc lại là cái hồi đó đó là khi mà học học về văn chương Pháp đó, tức là tiểu học, học ngay cái lớp mà nghĩa là gọi là trung học đệ nhất cấp thôi, là thì đã học cái bài La Rentrée des Classes của nhà văn Pháp là Anatole France, Anatole France ông ấy viết ở trong cái cuốn là Le Livre de Mon Ami, cái cuốn sách của bạn tôi. Thì ông ấy nói rằng thì là ông ấy nhớ lại ngày khai trường là hàng năm cứ vào cuối ông ấy nói là ông ấy nhớ rằng thì là ông ấy đã đi đi theo cái con đường Luxembourg, cái con đường mà có những cái chiếc lá vàng nó bay, nó rơi trên vai những các cái bức tượng trắng ở trong cái vườn Luxembourg đó. Thì nhà văn Việt Nam lúc bây giờ đó, trong cái hứng đó, trong cái ngẫu hứng đó, thì cái ông Thanh Tịnh đó, ông mới viết một cái mà thấy là thì là nó từ cái hứng đó, và ông ấy cũng lại là một trong những người mà thấm cái văn chương của nước Pháp. Tôi mới đọc cái bài đó mà hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại xao xuyến hoang mang những buổi tới những ngày khai trường. Rồi thì là tôi còn nhớ mẹ tôi dắt tôi trên đi trên con đường làng đã quen thuộc lắm, nhưng mà ngày hôm nay tự dưng tôi hoang mang, ngay là tôi cái lòng vặn là tôi thấy xa lạ, và hóa ra là hôm nay mẹ tôi dắt tôi đi học lần đầu. Đấy là cái ngày khai trường ông Thanh Tịnh, nhà văn Thanh Tịnh, ông mới viết trong cái một cái song song với là cái La Rentrée des Classes của cái nhà văn đó. Thế thì xem 2-3 tuần trước thì tôi còn khỏe, tôi nhắc lại cái đó. Thế còn thì là mấy hôm sau là tôi cũng lại mệt nhoài, tôi lại thấy là thì là những các cái trí nhớ mà đôi khi lúc nó nhớ lúc nó quên, và rồi thì mình không còn hứng nữa. Thành ra tôi có hẹn với anh, nhưng mà thì tôi cũng lại khất lần, tôi nó nói thì là trời nắng quá, trời nóng quá, tôi đi không được, hay là cũng không có cái. Cái đó là hồi hôm qua cháu về, cháu tại vì cháu thấy xem thời tiết, các bác cháu thấy nó nhiệt độ họ nói là lên đến 90 mấy độ F, đúng không ạ? Chắc là gần 40 độ C đó, thành ra cháu nghĩ thôi, nếu mà những bác lớn tuổi mà ngồi nói chuyện 2-3 tiếng như vậy mà trời nóng thì cũng làm phiền, đúng không ạ? Ảnh hưởng sức khỏe của bác, thành ra cháu mới đề nghị bác là giờ đến hôm nay. Nhưng mà giống như mấy tuần trước thì bác cháu mình có tính là sẽ chuẩn bị lên loạt cái chương trình là Busa có gì lạ không ta, đúng không ạ? Và có thể như là một cái hình thức như bác nói là một cái nhóm hồi xưa có nhóm Cardinat gì đó vào mặt, tức là một cái dạng hội nghị bàn tròn mà lâu lâu bác sẽ mời thân hữu những người đồng nghiệp bạn bè hay là những người nó gọi là phong niên lứa tụi cháu đến để mà
đúng rồi, tặng mẹ để mà trao đổi về thế sự rồi này kia đó. Vâng, cái mà vừa rồi đó mình mới thấy thì là cái chương trình mà tản mạn văn học của cái anh Nguyễn Mạnh Trinh đó, yeah, của cái Đài Lý Tân Sài Gòn mà mỗi thứ bảy đó, thì anh ấy cũng lại mới chết, Nguyễn Mạnh Trinh đó, tản mạn văn học đó, thành ra mình thì đấy, người ta nghĩa là chết nghĩa là kinh quá, từ bà Nguyễn Văn Thiệu rồi thì là tới ông Lê Văn. Vâng. Yeah. Đấy, mới đây tức thời ông bà cô tổng thống phu nhân Nguyễn Văn Thiệu. Vâng, ông Lê Văn là cái đài đài bài VOA đó. Hồi đầu còn trước đó thì là có cái đài BBC thì có mới đầu thì là có cái ông gì nhỉ, BBC là cái lúc bây giờ là mấy ông làm ở phòng thông tin Anh đó, Nguyễn Khánh Hiền, vâng, tức là ông ấy là con cháu của bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ đó, thì cái anh này nó là ông Nguyễn Xuân Phát, ông không phải là BBC nào, thì mình ấy hoặc là bây giờ mấy ngày hôm nay người ta phỏng vấn bà Lê Phan, phỏng vấn bà Lê Phan về cái tình hình thời thế lúc bấy giờ, những kỷ niệm từ xưa đó, thì bà Lê Phan thì là nhũ danh lúc bà chưa lấy chồng đó, thì là bà ấy là Phan Lam Hương, con gái của thủ tướng Phan Huy Quát. Thế thì bà ấy là bà ấy được lúc bây giờ thủ tướng Phan Huy Quát là cho bà ấy đi học về báo chí ở bên Anh hay là bên Mỹ này đó, thành ra bà ấy là một trong những cái cây cổ thụ này, tức là người có học đàng hoàng, người có trình độ. Bây giờ nó thì là đôi khi là phỏng vấn bà ấy coi như là một trong những người mà cố vấn một cái cây cổ thụ trong cái làng truyền thông ở hải ngoại, hỏi bà ấy chuyện này chuyện kia, bà ấy biết ra làm sao về ông tướng này, về ông Nguyễn Văn Thiệu, về bà Thiệu có gặp lần nào không, là gì là về bà cô Đình Du hay là gì đó. Trong cái gì thập bát tú thì cũng lại phải kể tới một cái anh mà gọi là độc thoại Nguyễn Ngọc Lộc. Thì cái anh đó anh ấy coi như là bây giờ là anh ấy là một trong những người mà được mời ở trong cái truyền thông của cái Hà Nội, tức là cái truyền thông của Hà Nội, tức là anh gì nhỉ, Vision không Thăng Long gì đó, Thăng Long TV và Tiến và Minh Tiến Minh Tiến thì cái anh trung úy Nguyễn Ngọc Lập đó, thì anh ấy coi như là anh ấy gọi là tiếng nói độc lập, độc thoại Nguyễn Ngọc Lập, anh ấy là một trung úy nhưng mà cũng lại là một trong những cái con người mà giết ngộ cho các con người, mà nó cũng biết nhiều lắm, giỏi lắm, nhưng mà tất cả những người mà biết nhiều giỏi lắm thì đều là có những cái tâm sự đối với thời thế, phẫn nộ đối với thời thế, chẳng hạn như là anh em bây giờ này, anh em nói những cái vấn đề mà nó gọi là controversy, vấn đề mà nó nhạy cảm, vấn đề nói ngược ngạo, nói ngược lại, có nhiều tranh cãi. Vâng, thì anh ấy nói thì là
tất nhiên là anh ấy khen cộng sản, thế thì anh ấy nói thì là ở sở dĩ cái gia đình ông Ngô Đình Diệm chết là vì rằng thì là cái bà vợ ông Ngô Đình Du cái bà mà bà ấy đi, bà ấy gọi là bà ấy đi giải bà Trần Lệ Xuân bà Trần Lệ Xuân đó nói là thì là bà ấy là không có cái thắng ở lưới bà ấy nói bừa bãi tất nhiên mà không để ý tới là cái thời đó là cái Việt Nam Cộng Hòa là bị ép tới cái mức độ nên là tức tưởi tới lúc mà nó chủ trương nó giết thành ra nó là bà ấy mới phải đi là bà ấy giải mật bà ấy đi để mà bà ấy coi như là bà ấy đi để mà bà ấy giải ảo hay là để mà giải những các cái nút thắt của cái dư luận quốc tế của cái người Mỹ ở Việt Nam và nó muốn giết ông Diệm, bởi vì rằng ông Diệm là một trong những các cái người coi như là ông ấy là một trong những người yêu nước nhưng mà nó mang cái tính cách quan lại bởi vì rằng thì là cái ông anh của ông ấy là một trong tứ trụ triều đình của nhà Nguyễn Ngô Đình Khả, Ngô Đình gì đó cũng là coi như rằng thì là đào mã công bài thân phụ của ông tổng thống Diệm đó, ông anh của tổng thống Ngô Đình Diệm đó nhưng mà tới lúc bây giờ là cái người Pháp mà thua ở trận Điện Biên Phủ thì người Pháp là lúc bây giờ là coi như là yếu lắm rồi, coi như là thua ở Điện Biên Phủ và gần như là muốn để lấy tù binh về cho nên các nước nó mới nhảy vào nó cứu người Pháp để mà giúp lấy lại cái tù binh bị bắt cả mấy ngàn người đó hơn 2.000 người mà bị bắt ở Điện Biên Phủ đó thì cái lúc bây giờ đó thì là nó mới họp ở cái hội nghị Geneva nó mới chia đôi đất nước Việt Nam, nó chấp nhận là chia đôi đất nước Việt Nam để mà cho cái người Pháp lấy tù binh về. Thế nhưng mà một mặt khác thì mình cũng thấy rằng thì là vì rằng thì là cái lúc mà người Pháp mà đánh nhau ở Việt Nam thì là có hai giai đoạn mà đánh nhau với Triều Nguyễn đó rồi để ký cái hiệp ước nhường ba tỉnh Việt Đông, ba tỉnh Việt Tây đó, hiệp ước Paternot với gì đó, tức là đánh nhau với Triều Nguyễn, đấy là cái người Pháp thực dân đầu tiên. Còn cái người Pháp mà cái thời đệ nhị này, thời sau đệ nhị thế chiến đó, thì cái người Pháp mà của De Gaulle với lại gì đó thì đây lại là một cái thứ thực dân mới, thế thì nó mới và cái thực dân cũ đó thì là người Mỹ nó chịu, nghe thấy nói là nó chịu đến 80% chiến phí ở Đông Dương khi mà đánh nhau ở Điện Biên Phủ với gì đó. Nhưng mà tới lúc mà người Pháp thua rồi đó thì người Mỹ nó bắt đầu nó muốn nhảy vào bởi vì cái vai trò của người Pháp là yếu quá rồi và mang tiếng đối với lại thế giới, nhất là mang tiếng đối với là dân tộc Việt Nam, coi như rằng thì là người Pháp bây giờ là coi như là thực dân và để đối đầu với cộng sản Việt Nam đó thì là nó mới mang ông Ngô Đình Diệm về nước. Và ông Ngô Đình Diệm đó thì là ông ấy là một trong những người mà đương ở dòng tu ông ấy cũng có những người nói là ông ấy thất tình hay là ông gì đó, nhưng mà ít nhất là một cái con người khổ hạnh, một cái con người mà ở trong dòng tu
mà được mời ra, tại vì rằng gì là cái chính phủ cứ liên tiếp đổ, được mời mãi thì ông mới ra chấp chính. Lúc bây giờ đó thì là trong cái gia đình của ông ấy thì là có ông tổng giám mục Ngô Đình Phục, ông anh cả về công giáo là coi như là nặng lắm rồi về cái công giáo. Vatican thì họ chia ra không theo các cái tỉnh của các nước, mà ở Việt Nam đó thì là Vatican là có hai cái trung tâm, ở trong Nam đó thì là Vĩnh Long có tổng giám mục Ngô Đình Phục, mà ở ngoài Bắc đó, thì là có Bùi Chu Phát Diệm, có cái khu Bùi Chu Phát Diệm là Đức cha Lê Hữu Từ. Đức cha Lê Hữu Từ là một trong những người mà ông Hồ Chí Minh cũng mời vào trong làm cái ban cố vấn tối cao mới gì đó. Thế thì cái lúc bây giờ là người Mỹ thì nó thấy rằng thì là tới giờ này là nó muốn nhảy vào, nó thay thế người khác. Cho nên nó coi như rằng chỉ là nó mua chuộc, không phải là mua chuộc, nhưng mà tức là nó gây một áp lực, hay là nó lúc bấy giờ đã có cái mấy anh em của ông Ngô Đình Diệm đó, thì trong ấy có mà ông Ngô Đình Luyện. Ngô Đình Luyện thì lúc bấy giờ lại là bạn của tổng thống Pháp, gia đình cũng là văn học cho nên giỏi lắm, bạn của tổng thống Pháp cái lúc bấy giờ đây hình như là tổng thống Pháp là Giscard d'Estaing đấy. Ông ấy là cái người mà văn học để cho cái giải pháp Ngô Đình Diệm về nước, ấy là gì là sau khi mà thua người Pháp, thua ở Điện Biên Phủ rồi thì bây giờ một bộ mặt mới, một bộ mặt mới là cái người mà có gốc gác của Triều Nguyễn, cũng là một cái gia đình yêu nước ở trong Triều Nguyễn. Và cái thứ hai đó, để cho nó mang cái tính cách kế thừa, và cái thứ hai đó là nó lại là một trong những người công giáo, và để có thể là mang một trong những các cái người mà coi như là dụ dỗ hay là mang tới đứng về phương diện chính trị, thì nó gọi là những các cái đi chợ để mà mua thức ăn, provision là để mà mua cái lương thực. Thì khi mà cái cuộc di cư năm 45 thì tất cả những các cái khu, các cái giáo xứ công giáo đó là họ ồ ạt, họ đi vào trong Nam, gọi là các cái tờ báo mà chống cộng đó thì nói rằng thì là đây là cái câu chuyện là họ chạy trốn cộng sản, nhưng mà thực ra thì là họ đi theo các cha thôi, và các cha đó thì làm thành những khu định cư ở suốt cái dọc con đường Biên Hòa với Liếc, rồi thì là lên đến cao nguyên, đi lên đến cái vùng mà thì lúc bây giờ là nó có cái chương trình gọi là chương trình ấp chiến lược, và chương trình ở trên cao nguyên, tức là nó là chương trình phát triển ở trên cao nguyên đó, phát triển thì ông cái lúc bấy giờ đó thì là người Pháp thì tất nhiên là những cái người mà cái gia đình mà có gọi là có tiếng tăm, mà gia đình nó gọi là đứng ở bên bờ lịch sử, chỉ chờ có lúc nào là mình đưa gia đình mình vào nắm quyền, có cơ hội nắm quyền, thì đây là cái cơ hội bằng vàng và để mà mang ông Ngô Đình Diệm về nước. Và đấy tôi đã nói là có cái ông Ngô Đình Diệm là cái người em đã học chung với tổng thống Pháp, thế là mang. Chứ còn ông Ngô Đình Diệm ông ấy đương ở trong một cái dòng tu ở đâu đó, mà dòng tu thì ông ấy cũng giỏi tiếng Pháp lắm, và ông ấy tất nhiên là trong dòng tu ông ấy đỗ tiến sĩ về thần học,
coi như là ông ấy cũng nửa muốn đi tu cho nên ông ấy đâu có bảo đúng không? Thì cái điều đó không có bằng, tức là có thể so sánh được, đối trọng được với lại Hồ Chí Minh cũng là một người không có bằng, đấy là không có để mà tham gia chính trường, một cái người độc thân, một cái người mà coi như rằng chỉ là thoát ly gia đình để mà đi vào cái con đường cứu quốc, chứ không làm cái vai trò của cái người dân thường mà lập gia đình rồi thì có con có cái mẹ gì. Đây là cái người mà mang cả cái cuộc đời của mình để cống hiến cho cách mạng. Thế thì ông Ngô Đình Diệm thì tất nhiên là cái quen biết của ông Ngô Đình Diệm đã đành rồi. Thế nhưng mà tất nhiên là người Pháp nó cũng gọi là nó mua chuộc Bảo Đại để cho nó chính thống, nó mới nhờ quốc trưởng Bảo Đại, trên vì sao ông là ông vua mà quốc trưởng Bảo Đại để mà cử ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng đấy. Thế thì tôi còn nhớ là trong một cái cuốn của một cái ông tên là cái gì Phan gì đó thì ông mới viết ở cái cuốn là từ triều đình Huế tới chiến khu Việt Bắc ông ấy nói cái kỷ niệm đó ông ấy cũng lại là một cái người mà viết lịch sử nhưng mà nó gọi là những các cái sử của dân gian thì ông ấy nói chuyện này thì là tới lúc bây giờ thì là ông mới gọi là mua chuộc hay là chọn ông Bảo Đại áp lực không phải là mua chuộc ông Bảo Đại để mà cử ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh để về làm thủ tướng thì tất nhiên là cũng theo cái thủ tục là khi mà cử ông Ngô Đình Diệm về đó tức là giao cho một cái trọng trách, một cái thẻ bài hay là một trong các cái mà một cái ủy nhiệm thư để mà ông về làm thủ tướng thì cái lúc bấy giờ đó thì có những cái nói chuyện là tất nhiên là ông Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu ngồi bên cạnh ông Bảo Đại thì bà cái bà Nam Phương Hoàng hậu đó thì bà ấy nói rằng cái người đàn bà nó nhạy bén về cái sĩ xem xanh này nó nói chuyện rằng là cái thằng cha này không tin được cái thằng cha này nó cái mắt nó cứ nhìn xuống nó nhìn xuống tức là nó gian nó cái lòng của nó để đâu đó thế thì đấy là một cái nhận xét thì ông mới biết cái cuốn đó là không nên nói về cái Ngô Đình Diệm. Còn về sau các thầy tướng thì ông cũng nói như vậy, ông Ngô Đình Diệm này còn có một cái nốt ruồi ở má này, ở mắt này nữa là nếu đàn bà nó gọi là thương phu trích lệ tức là giọt nước mắt mà khóc chồng do đó mà vận vào cái của cái người đàn ông của ông Ngô Đình Diệm là một cái con người mà không có vợ nhưng mà con người mà sẽ bị chết một cách đau thương thấy nè. Thưa anh Thành Giang, vừa rồi mình nghe nói chuyện nhân thì là để mà dở lại lịch sử cái chương trình mà mình định bàn với nhau đó tức là buôn xa có gì lạ không ta thì tôi cũng xin nhắc lại một chút là tôi muốn ăn cắp tôi muốn mượn cái chữ mà của cái nhà văn Bùi Bảo Trúc đó ông ấy nói là ông ấy có một cái loạt bài ông ấy viết là thư gửi bạn ta bạn ta nó là một tiếng du nhập của người miền Nam ta tức là tôi á thư gửi bạn ta thì tôi thích cái chữ đó cho nên tôi mới nói là
buôn xa có chỉ lạ không ta, tức là mình bàn với nhau một cách thân, một cách vỗ bã, một cách người dân đối với nhau, buôn xa có gì lạ không ta, chứ không phải hàng lâm mà xa cách, đúng không? Và một cách chân tình, một cách vô tư thân thể. Vâng, và nhà văn Bùi Bảo Trúc là phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa, ông là con của ông nhà báo, của cái ông nhà giáo Phạm Quốc Bảo, Phạm Văn Bảo, mà thì ông ấy là một trong những người mà ông ấy nói lại với con đó, ông ấy nói một câu rất hay, ông ấy nói là đừng sợ con mình dốt tiếng Mỹ, dốt tiếng Pháp hay tiếng Mỹ, mà nên sợ là con mình quên tiếng Việt. Quên tiếng Việt thì nó thành ra là một hiện tượng vong thân. Đây mới là một trong những người mà bảo tồn tiếng Việt, giống như là ông Phạm Quỳnh đó, một trong những các cái nhà học giả của Việt Nam thời trước đó, thì ông ấy làm cái tờ Nam Thông tạp chí đó, thì ông ấy cũng là ông ấy cũng nói, ông ấy quảng cáo cái chuyện Kiều, ông ấy được nghĩa là gọi là cho một cái book thỉnh giảng đi các nước Âu Châu để nói về cái văn hóa Việt Nam. Thì ông ấy tuyên bố một câu rằng thì là ông ấy muốn đề cao, ông tuyên bố một câu rằng thì là chuyện Kiều còn thì nước ta còn, chuyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta là tiếng Việt Nam còn, tiếng ta còn thì nước ta còn. Tức là ông ấy muốn gắn đây là một cái tác phẩm tuyệt vời, một cái tác phẩm gắn liền đối với là cái vận mệnh dân tộc, đối với là cái văn chương của Việt Nam. Thầy ra nói về Bùi Bảo Trúc, nói về cái ông bố Bùi Văn Bảo, rồi thì là nói về cái chữ ta đó, ông Bùi Bảo Trúc là ông nói là sư gửi bạn ta vân vân. Thì tôi thích dùng cái chữ là buôn xa có gì lại không ta. Trước khi bác bắt đầu, bác cho phép cháu nhảy vô, cháu đưa một cái đề tài nó có liên quan đến cái chuyện mà bác nói đó, là tiếng Việt còn, đúng không ạ? Thì nước Việt còn. Thì gần đây là bác biết cái sự kiện của ca sĩ Phi Nhung, đúng không ạ? Phi Nhung thì cũng ra đi qua đời một cách rất là đột ngột ở cái tuổi mà đang trên đỉnh cao danh vọng, đúng không ạ? Cũng mới bắt đầu được nhiều người mến mộ, và sự nghiệp bắt đầu tuy nhiên là đã khởi sáng rồi, nhưng ý cháu nói là cũng còn đang trên đà đi lên ở đỉnh điểm, chứ không phải để cái thời kỳ đó gọi là gì bác, là trên đường xuống là bây giờ lên trên đường đi lên mà đi lên cao đó, mà tuổi thời bây giờ như cỡ nghe tuổi cháu là cái thời bây giờ nó giống như trung niên hồi xưa, đúng không ạ? Chứ không phải là 50-60 là đã về hưu về già. Thì không nói về những cái chuyện tranh cãi chung quanh những cái chuyện Phi Nhung là người tốt hay người xấu, có công hay có tội, hay là giúp ích cho đất nước hay là có ý đồ gì, nhưng mà chỉ nói là gần đây theo cháu biết là cái gọi là cái an cái từ đó bác, mà giữ cho cốt của hay là giữ cái gọi là di ảnh để mà thờ cúng Phi Nhung á, của người thân á, họ gọi cái tức là làm cái nơi để mà thờ phượng cô Phi Nhung á, là chủ yếu là con gái cổ đó, thì có nói là ngay bên cạnh cái chùa đó, cứ gọi là chùa đi, họ có mua thêm một căn nhà, và họ cũng hợp tác với gia đình Phi Nhung để vận động quyên tiền để từ đó sẽ xây một cái trường Việt ngữ. Bác có nghe đến cái vụ đó không ạ? Tức là nói chung là bây giờ họ sẽ vận động, bác biết mà, tức là cái dự án đó chúng nghe nói lên cũng phải 500-700 ngàn đô la đó. Đó thì bác nghĩ sao về cái vấn đề mà bây giờ là tức là họ sẽ nói chung là con gái của Phi Nhung đi, còn nếu tên thì có thể thêm một người nữa là bạn của Phi Nhung là ca sĩ Trizy Phương Trinh,
3C, đúng là 3C Phương Trinh, thì sẽ vận động kêu gọi để mà quyên góp có được 500,000 đô la để xây, mua luôn cái nhà đó và xây dựng lại trở thành cái trường để mà dạy tiếng ngữ cho mấy em nhỏ. Nghe nói là cháu của Phi Nhung cũng sẽ được cô đó để học thêm về tiếng ngữ. Thì bác nghĩ sao về về cái vấn đề đó? Tức là cái gây tranh cãi là nói là bây giờ là cái vấn đề từ thiện đó bác, lạm dụng từ thiện, kinh doanh từ thiện và lợi dụng tên tuổi rồi này kia, thì bác nghĩ sao? Trước tiên là cái cô Phi Nhung, cái lúc bây giờ cô ấy đương làm gì và cô ấy mất ở Việt Nam? Trên tinh thần đó thì những người mà thương tiếc gia đình thân nhân của cổ đó thì nói là cổ đã mua vé máy bay rồi và chuẩn bị về khách. Tức là trước lúc cổ mất một tuần là đã chuẩn bị có vé máy bay rồi. Nhưng mà trước đó là cô ấy làm gì? Khi mà cái thập niên 80-90, thập niên 90 đó bác, là Phi Nhung khởi nghiệp hết ở đây đó, thì hát được nghe nói đâu 3-4 năm thì ra những cuốn CD, thì vài năm sau thì rất được người dân ở Việt Nam người ta mến chuộng. Theo cháu theo dõi thông tin đó, trên mạng đó, thì nói vào cái thời điểm mà đầu thập niên 90 đó, thì đi những cái miền Tây, miền quê Nam Bộ đó bác, đi đâu cũng thấy mở cái CD của Phi Nhung hết. Còn đường bên Mỹ thì bác biết rồi, bên Mỹ thì nói chung là cái dòng nhạc Bolero bên đây thì nói chung nó không phải là một cái dòng nhạc sang trọng cao cấp để mà được người ta thần tượng, người ta ngưỡng mộ, đúng không? Mặc dù là có thể cổ dễ thương, cổ hát gọi là đi vào lòng người. Thì bởi vậy sau này khi mà Phi Nhung về Việt Nam đó bác, thì là trở thành giống như là nữ hoàng CD. Có nghĩa là cái CD nhạc của cổ là bán rất là chạy, bán cả chục triệu đĩa đó, đại khái như vậy. Thì theo cháu Hùng, cách đi vài hôm cháu nói chuyện với doanh nhân Uyên Phạm, thì Uyên Phạm có nói cho cháu biết là cái lúc mà đầu tiên Phi Nhung về Việt Nam thì có làm việc với cô Uyên Phạm này. Đó là khi mà Việt Nam thì cũng nói chung là như cháu nói, thật sự cháu về cháu để cháu công tâm cháu nói thôi, tức là cháu biết Phi Nhung, cháu biết tên của Phi Nhung. Nhưng mà bác biết rồi, Phi Nhung không phải là siêu sao thuộc vào cái đẳng cấp của Mật Lan, đúng không ạ? Của cô gì? Những cái ca sĩ thời trước đó bác. Tức là vào cái thời điểm cô ta là Khánh Hà, đúng không ạ? Khánh Hà, Mật Lan, kể cả Phi Khanh nữa, đúng không ạ? Tại vì chính Phi Nhung cũng thú nhận là Tracy Phương Trinh là người mà gọi là mời mọc cô ta và huấn luyện cô ta đi vào ngành ca hát, đi vào nghề. Mà thật sự cháu xin lỗi cháu nói thì mất lòng Tracy Phương Trinh cũng là bạn trên Facebook của cháu. Nhưng mà Tracy Phương Trinh cũng chỉ là có ngoại hình, đúng không ạ? Hồi đó là coi như là trẻ trung nhảy nhót một cách gọi là lôi cuốn thôi, giống như Linda Trang Đài thôi, đúng không ạ? Chứ nói về tài năng, nói về giọng ca thì không phải là những cái giọng ca giống như Khánh Ly hay là Lệ Thu hay là Ngọc Lan, đúng không ạ? Để mà những người như cháu mà trân trọng, mà ngưỡng mộ. Tức là cháu cũng biết Phi Nhung vậy đó, nhưng mà thật sự không phải là mình có thể gọi là diva. Nhưng mà theo Yên Phạm, cái lúc mà khoảng năm cách đây khoảng mười mấy năm đó bác, tức là như vào khoảng cứ cho là năm 2010 đi khoảng đó, thì khi mà Phi Nhung về Việt Nam đó thì mới bắt đầu là cộng tác với một cái bầu show, mà cái người bầu show này là thuộc thế hệ đàn chị của bà Kim Ngân. Bác nhớ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội. Thì cái người bầu show này là cũng là hồi đó là du kích và giao liên, giống như cái kiểu Nguyễn Thị Bình đó bác, cái kiểu nhưng mà thuộc hàng gọi là đảng viên gọi là thâm niên tuổi đảng, là cao cấp đàn chị của Nguyễn Thị Kim Ngân luôn. Thành ra họ có cái thế lực ngầm đó bác, tức là có quan hệ, tức là họ mới đi vào lĩnh vực ca nhạc, họ làm bầu show. Thì ý cái cô Yên Phạm này cũng nói cái thời đó những người như Hoài Linh, Phi Nhung đồ này kia về đó thì phải đầu quân dưới trướng của cái người bầu show này. Thì từ đó thì mới bắt đầu tạo được cái thế lực, rồi bắt đầu đúng không ạ, được này nọ. Thì nói chung là, nhưng mà ý nói là từ cái buổi mà ý cháu nói chắc tới mười mấy năm đó, thì cái ấn tượng của cháu đối với Phi Nhung thì không có gì ghê gớm, phải không ạ?
cháu không biết, bác còn nhớ không, chứ đối với cháu chỉ biết Phi Nhung là cũng là ca sĩ, cũng cháu cũng biết vậy đó, nhưng mà không phải thuộc gọi là nổi trội vượt bậc siêu sao gì hết á. Nhưng mà cách đây mười mấy năm thì Phi Nhung về Việt Nam thì như cháu nói, như cô Uyên Phạm cô nói đó, đầu quân của cái nhóm đó thì họ trở thành độc quyền. Giống như cháu nói, thứ nhất là trước đó là người ta đã mua cái điện ức của cổ rồi, nhưng mà sau này thì vì cái sự quan hệ hợp tác phẩm mặt, họ lăn xê, họ bút vé, họ cho trình diễn sao đó, thì có lẽ là Phi Nhung với Hoài Linh đúng không, rồi sau này lăn xê thêm Đàm Vĩnh Hưng, tức là họ tung hoành ở Việt Nam, họ độc quyền ở Việt Nam, họ độc bá ở Việt Nam, gọi là gì đó, ông hoàng nhạc Việt. Thì có thể là Phi Nhung là nữ hoàng nhạc Bolero thì cũng giống như là gia nhập Thúy Nga Paris đó, đại khái như vậy. Đâu có phải là Thúy Nga Paris giỏi đúng không ạ, thì họ có một cái tập đoàn, họ lăn xê nhau lên rồi họ độc bá, độc chiếm ngôi vị thôi. Mà cuộc đời là nó như vậy cả. Nhưng mà thưa bác, cái chính là sau đó thì tức là gần đây trước khi cô ta mất đó, thì những cái người ái mộ cô thì nói là cô đã nhận nuôi Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Khi mà cái cậu bé này khi mà tham gia thi hát đó bác, cũng vô được vòng trong rồi, nhưng mà đang là loại đó, đang vòng loại. Thì khi mà khi mà những người ban giám khảo họ hỏi anh chàng này là nói là ai là thần tượng của cái cậu bé này, thì cậu bé này trả lời là Phi Nhung. Thì lúc đó mới có người giới thiệu nói Phi Nhung biết, thì Phi Nhung mới tìm hiểu và coi như đến cố vấn gọi là gì bác, tức là coi như là tìm cách là huấn luyện cho cố vấn giúp đỡ cậu này trong cái quá trình mà đang thi đó, rồi cuối cùng nhận cái cậu này làm con nuôi luôn. Thì hình như cậu ta đoạt giải quán quân, tức là Hồ Văn Cường đó, khi đó là khoảng 13-14 tuổi. Thì khi mà Phi Nhung nhận cái cậu này làm con nuôi rồi đó, thì mới nói là sẽ lo cho cậu ta học, đúng không ạ, học đại học, học ra trường luôn, rồi sẽ búc, tức là sẽ mỗi lần Phi Nhung đi hát thì sẽ yêu cầu là bầu sâu phải cho cái cậu bé Hồ Văn Cường này hát chung với mình, để cho cậu ta có thêm kinh nghiệm, tức là đi Úc, đi Mỹ, đi Pháp gì đó bác, đi Đài Loan thì đều dẫn cậu ta theo, đúng không ạ? Và nghe nói là cái phim mà cậu bé này cậu thắng giải thì cậu được thưởng 200 triệu đồng Việt Nam. Nhưng mà trước khi mà Phi Nhung mất khoảng 2 tuần đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng bà mới tố cáo, bà nói là tụi bay làm cái gì mà thằng Hồ Văn Cường này là nhà nó ở quê, nó ở An Giang, nhà nó dột nát, đúng không ạ, mục nát, rồi mưa dột tùm lum hết, mà nó bao nhiêu năm nay nó đi hát cho mày, rồi nó có được thưởng 200 triệu đô la mà tại sao mà bây giờ nó không có một chiếc xe để chạy, chị nó phải đi lượm ve chai để kiếm sống, nhà nó thì mục nát, không, tụi bay không đưa tiền cho nó sửa nhà, còn cha mẹ nó thì phải đi ở đỡ cho tụi bay. Thì cô Phi Nhung cũng mới lên cổ giải thích, cô nói là những cái tiền của Cường kiếm được thì cổ không hề biết, cổ không quan tâm, đó là kể cả thu nhập của cổ là có người quản lý về tài chính là lo cái chuyện đó cho họ, lo chuyện cho hai mẹ con đó, hiểu không? Ý Phi Nhung nói là Phi Nhung đi hát thì đi hát, còn cát xê thương lượng giá cả rồi lấy chi chu là Phi Nhung không quan tâm, Phi Nhung chỉ lo Phật pháp, lo hành thiện, lo tu tập, rồi lo cho con cái gia đình thôi, còn tiền bạc thì không có để ý, thành ra muốn gì thì nói chuyện với quản lý. Nhưng mà theo Phi Nhung biết thì ý nói là cái tiền đó là giữ dùm cho Hồ Văn Cường, đợi Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi thì cho đi học đại học, rồi sau khi mà lớn rồi thì mới trả lại cho Hồ Văn Cường. Thì anyway thì đó là cái lý do đó bác, mà trước khi Phi Nhung mất một tuần đó, trước khi bị bệnh một tuần đó là đã có cái vé để về Mỹ rồi. Nhưng mà vì vào cái thời điểm đó bác còn nhớ mà, tức là bà Nguyễn Phương Hằng rồi bà lên tiếng, bà tố cáo như vậy, thì Phi Nhung phải lên TV ở Việt Nam để giải thích. Rồi không biết là vì, tức là theo tinh thần là như vậy, tức là những người bên vực Phi Nhung thì nói là Phi Nhung thấy là cái đại dịch ở Việt Nam nó mới bùng phát trở lại. Thành ra Phi Nhung nói thôi bây giờ không về Mỹ nữa, muốn ở lại đây để lo cho đồng bào. Mới bỏ hủy cái chuyến bay đó và ở lại.
rồi ở lại thì cô ta cũng đi nấu đồ ăn từ thiện các bác, nghe nói một ngày thì cũng nấu mấy trăm suất, mấy ngàn suất gì cho những bác sĩ y tá, rồi đi phát gạo, đi nói chung là tế trực gì bác, cái từ gì mà thì nói chung thì cô ta làm đâu được đâu 2-3 tuần gì đó, 1 tháng gì đó thì cô ta mới chuẩn bị là thông báo là sẽ về lại Mỹ để tham gia hát với Thúy Nga Paris, với Thùy Di Phương Trinh, với những người này người kia đó. Nhưng mà còn 3 ngày nữa thì lên máy bay thì cô ta phát hiện là bị dương tính đó. Thì những cái người mà thương mến Phi Nhung thì ca tụng nói rằng là Phi Nhung chết ngoài muộn, là nếu mà Phi Nhung đừng có lo cho đồng bào, đúng không ạ, cứ lo thân mình đi, nếu mà cách đi mấy tháng mà cứ lên máy bay về Mỹ, đúng không ạ, thì đã chích ngừa rồi, đã không bị lây bệnh. Còn những cái người mà nghi ngờ Phi Nhung đó bác, tức là bây giờ họ lòi ra đó bác, biết mới đây có một người tên là Mậu Thùy, đúng không ạ, tức là nghe nói giàu thứ 6 ở Việt Nam đó, là nói là có người tố cáo, nói là hồi đó Hồ Văn Cường nó còn nhỏ, có một lần kêu nó đi hát, nó nói là ngày mai nó phải đi thi, nó đang học mà bác, nó còn dưới 18 tuổi mà. Thì cái người nào đó, cái người quản lý đó, hay là ai đó mới rút dây nịch ra quýnh Hồ Văn Cường bắt phải đi hát. Ý nói là bây giờ những người mà chống đối thì cho rằng là cái người quản lý hay cái tập đoàn này đó giống như cái lò, đúng không, cái lò đào tạo đó, là họ coi như là lợi dụng Hồ Văn Cường, bóc lột Hồ Văn Cường, ép Hồ Văn Cường phải đi hát để kiếm tiền trong một năm, sáu năm nay mà không trả lương đồng nào hết, cho đến khi Phi Nhung mất thì chỉ trả cho Hồ Văn Cường có 500 triệu đồng Việt Nam. Thì những người kể cả cháu cũng vậy, cháu quy ra như vậy là rõ ràng nó hoàn toàn là rất là bất công. Tức là nếu mà tính một cách sòng phẳng đó bác, thì cháu nghĩ Hồ Văn Cường là đã mang về thu nhập cho họ phải 50 tỷ đồng Việt Nam ít nhất. Tức là cái kênh YouTube của Hồ Văn Cường, không bác biết rồi, một cái chương trình Phong cũng có thể thu được cả chục triệu đồng Việt Nam, mà bây giờ làm cả ngàn cái chương trình như vậy rồi 5-6 năm nay, đúng không ạ? Rồi đi hát 5-6 năm nay nữa. Thì nói chung là những người mà chống đối đó thì lại cho rằng là coi như là cái lò đào tạo này là chỉ là lợi dụng và cái dùng cái danh nghĩa là nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng mà thật sự là cái lò đào tạo để bóc lột sức lao động trẻ em. Bác hiểu chứ nào? Thì đó là cái vấn đề mà bây giờ thì khi mà cái sự kiện mà nói là bây giờ lại muốn gây quỹ để xây cái trường đó, thì những người chống đối ở Việt Nam họ lại tiếp tục, họ nói là họ không tin, tức là ý nó, họ nói là Phi Nhung không phải là một thiên thần, một thánh nữ, bác hiểu chứ nào? Tức là ý họ nói là hồi xưa bóc lột những cái đứa như là Hồ Văn Cường xong rồi bây giờ mất rồi thì gia đình Phi Nhung lại tiếp tục lợi dụng tên tuổi Phi Nhung, lợi dụng cái vấn đề mà tiếng Việt trẻ em để mà quyên góp, thì bác nghĩ sao? Xin chào bác. Nghe cái người dân Việt Nam với cái bọn này thì chịu thôi, mình làm sao mà cãi được với nó. Người dân này, cái người dân Việt Nam thì nó đáng được cai trị một cách độc tài, còn cho nó nói thì là nó nói hỗn, nói láo, rồi nó chua ngoa, rồi nó bịa đặt, tức là dìm hàng người khác, dìm hàng mà cơ, dìm làm sao được cơ, người ta gần lấy tiền mà bây giờ người ta cũng phải là quỵt cái này mà mở cái trường ở bên này mới gì đó thì cũng chưa sẽ là bao nhiêu tiền cả, dạ đúng rồi, đúng không ạ? Dạ. Quyên góp cái này tôi không được bao nhiêu tiền cả, thành ra thế mà bây giờ nó có cái khó đó bà Nguyễn Phương Hằng rồi thì là tố cáo, rồi thì là Đàm Vĩnh Hưng, rồi thì là cuối cùng rồi thì là bây giờ có đơn tố cáo thì là lại bị mời tới công an, mời tới công an làm việc, xong rồi thì là công an lại moi một số tiền nữa, thành ra những người mà chính ra những người này là đẩy những các cái người có tài hay là những người mà làm chuyện đạo đức đó đi vào cái vòng lao lý, đi vào cái vòng lao lý, nó không khác gì
cái bọn chống cộng cực đoan ở Bôn Sa này đó, nó nói những ca sĩ này đã về Việt Nam hát dưới cái lá cờ đỏ sao vàng, dưới cái hình Hồ Chí Minh, và rồi nó tẩy chay, rồi thì là nó đuổi mấy người này đi lên cái sòng bài của Ba Tàu. Thì mình biết rằng thì là tới cái sòng bài Ba Tàu thì tới lúc bây giờ thì sẽ là cái gì nó xảy ra, mình không nói là làm lý cả, nhưng mà là cái gì nó xảy ra. Thành ra đó cái quần chúng mà nó ở đây nó là một trong những các cái bọn mà nó nhảy lên nó làm cách mạng, nó nhảy lên nó làm cách mạng, mà nhất là trong cái kỷ nguyên 4.0 này không ai bịt miệng được ai cả. Và rồi thì vừa rồi tôi thấy rằng thì là ngay cái một cuộc gì một cái là nó nói cái ông tiến sĩ Phạm Kim Long ấy, nó cũng bảo là thằng này là một dư luận viên. Cái ta nó là tức là nó xếp là một dư luận viên thì vài ngàn thằng dư luận viên, và bây giờ đấy ông Phạm Kim Long thì tương đối là ông ấy cũng là cái người khá ở đây rồi. Nó bảo là thằng này là thằng dư luận viên. Thành ra cái đối với cái đất nước Việt Nam làm chính trị đối với nó nó vô cùng khó khăn chứ không phải rằng gì đâu. Do đó mà nó không phải là cái thời đâu đã có cộng sản bao nhiêu mà nó mới có Xuân Tóc Đỏ, nó mới có cái thằng Chí Phèo. Vâng, thành ra cái dân tộc Việt Nam đó là mình cam phận, mình nhìn cái dân tộc mình đừng có huênh hoang mà giới thiệu cái dân tộc mình lớn, hoặc là lại giống như là mấy cái ông cũng lại làm truyền thông mà là bán bảo hiểm như ông Nguyễn Tú A chẳng hạn, thì ông mới nói chuyện đi nữa. Mà làm sao mà nước mình mà khá như vậy mà bây giờ đó thì là không được làm thằng đại hàm nó tới Việt Nam thì nó làm ông chủ, còn thì cái người Việt Nam tới Việt Nam đó thì là chỉ làm tay sai làm đĩ thôi. Thành ra nó khó nói đối với cái dân tộc này lắm. Nếu tôi nhớ thấy cái ông Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn là ông ấy có một cái trong những các cái mắc kẹt của cái hải ngoại, nhất là cái mắc kẹt trong cái cuộc mà nổi dậy Tết Mộc Thân vân vân, thì ông ấy nói thì là tôi ơi đừng tuyệt vọng, và đây là những cái người mà có tâm hồn, có tài đức cả nói, nhưng mà cũng tự nói với mình, tôi ơi nói với mình chính mình đừng tuyệt vọng, cái dân tộc này nó như vậy đó. Thành ra còn thì chứ còn thì tôi sao thấy được gì đâu, tôi từ cái đó thì tôi mới nghĩ ra, tôi bảo gì là nhất là mình lại mang cái thân mình đi qua nước Mỹ và rồi thì là mình lại còn xà vào những các cái cơ cùng với những cái bọn này, thì là chúng tôi đi tìm tự do, chúng tôi là chạy trốn cộng sản, chúng tôi là bỏ phiếu bằng chân, thì mẹ nó là thành ra nó hết cái lừa này cái lừa kia mà mình không cãi được với nó, mình là thua thôi. Mình không cãi được với nó, cho nên chị Công Sơn mới nói là tôi ơi đừng tuyệt vọng, và tôi mới rút ra, tôi mới nói là chị là mình nên dập cái hội vuốt mắt nhau, tại vì rằng chị là với tất cả cái truyền thông này, với tất cả những cái éo le của lịch sử này đó, thì mình chết không nhắm mắt, bởi vì rằng những cái bọn hỗn láo này
mà mình cũng tốt, chưa chắc nữa nó là bạn mình, nó là đàn em của mình, nó là những cái người mà có thể là nó là có thiện chí, có thể là thì mẹ nó ngu đần như vô kỷ, hay là nó âm mưu, nó ý đồ gì đó mình đéo biết nữa. Mình thấy được chưa chắc nó mình có lửa bằng nó. Hồi nãy bác nhắc đến tên tiến sĩ Phạm Kim Long đó bác, thì cháu thấy hôm qua ông Phạm Kim Long có lên trên Phú Quốc Sài TV để mà đúng chiều vô xa để mà tranh luận với Bùi Mạnh Cường, không biết bác có cơ hội để xem không ạ? À, tôi có nhìn cái hình đó, tôi có nhìn cái hình đó, thì cái thằng này nó mới nói được đấu trường buôn xa gì đó, nhưng mà sao tôi bật lên không nghe thấy tiếng. Ồ, cái lúc đó là chắc chụp chặt kỹ thuật gì đó, thành ra phải mấy tiếng sau thì mới xem được. Thế thì còn cái Bùi Mạnh Cường này đó thì tôi nhớ nó không nhầm, phải đào xem mới nhớ mà. Thì cái ông Bùi Mạnh Cường này đó, tại vì là ông ấy hơi trùng tên với tôi, thành ra tôi mới theo dõi. Thì hồi đó thì ông ấy ở buôn xa này, ông ở trong cái ông ấy cũng có một cái cửa hàng, và cửa hàng đó hình như là cửa hàng gửi tiền, trao đổi tiền về Việt Nam, nó giống làm ăn với Việt Nam. Nó giống như là ly gửi tiền lẻ với lại gì đó. Thì tôi nhớ là thì là cái ông Bùi Mạnh Cường này, thì hình như là ông ấy cũng là một cái loại chính trị kinh doanh, là thế là ông ấy cũng trưởng luật trưởng biết gì đó. Thì ông ấy tôi nhớ là ông ấy trong một cái dịp Tết mà diễu hành Tết, thì ông ấy nhân danh là cái người dân ở buôn xa, ông ấy ra ông ấy đặt cái điều kiện là cái diễn hành Tết này đó phải từ mấy giờ tới mấy giờ. Bây giờ diễn hành Tết là 8 giờ sáng là bắt đầu diễn hành, nhưng mà các anh họp từ 4 giờ sáng, ồn ào ở trong cái khu Mobile Home ở gần đó, thì ông ấy đứng ra ông ấy bảo vệ những người ở trong Mobile Home, rồi thì là đặt ra những các cái luật lệ để mà làm khó dễ cái cuộc diễn hành Tết, diễn hành Tết nữa, giới hạn về thời gian, giới hạn về không gian, giới hạn về loa, tiếng ồn thế này thế kia, giờ giấc thế này thế kia. Hình như chính ông Bùi Mạnh Cường này, ông ấy là theo tôi thì ở cái xã hội này, cái loại mà nó gọi là chọc gậy bánh xe đó, nó nhân danh đạo đức, nó nhân danh có chữ nghĩa, để mà nó đứng lên nó bảo vệ một cái trật tự xã hội, một cái ô nhiễm không khí địt mẹ bây giờ nó lại còn ồn ào như thế này, sợ nó khinh động cái không khí, cái ô nhiễm ở đây, các người ở hai bên cửa hàng này, thành ra tôi thấy được thì là mình đối với những người như vậy thì mình thua thôi. Dạ vâng, thưa bác, cháu bác cháu nếu mày sẵn cho cháu nói leo luôn, ai đi nói cháu hổn thì cháu chịu, tức là đối với cháu thì cháu cũng gần 60 rồi, cho là cái anh Bùi Mạnh Cường này anh gần 70, ngang tuổi Ngô Kỵ đúng không ạ? Thì như bác biết rồi thì đối với cháu giờ thì cũng như là ngang ngứa, là thế hệ hơn nhau một thế hệ thôi đúng không ạ? Chẳng có việc gì mà cháu phải gọi là lễ phép hay là gì hết, mà nếu mà nói về lý lẽ đúng không ạ, thì cháu nghĩ là đối với những người lớn lên ở Mỹ như cháu thì không có phân biệt tuổi tác đúng không ạ, chỉ có nói về là đúng sai lý lẽ thôi. Thì cháu nghĩ như bác nói đó, cháu nghĩ những người như Bùi Mạnh Cường với Ngô Kỵ bây giờ cháu gom vào cái thành phần cháu gọi là khen thuê chữ mướn rồi đúng không ạ, tức là biện luận theo hợp đồng. Nhưng mà có điều nếu mà dùng từ biện luận đó bác thì nó hơi nhục nhã cho hai cái chữ biện luận. Giống như bác nói, cháu không biết cái anh này anh học ở quốc gia hành chính chính trị cao cấp gì cháu không biết, như Ngô Kỵ có từng khoe vô ngực nói là học luật 4 năm. Nhưng mà xin lỗi bác, nếu mà nói về hóa ra cháu lý làm xấu hổ, nếu vậy là rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa, những cái trường là đại học luật hay là quốc gia hành chính, là quốc gia hành chính của Việt Nam Cộng Hòa là cái lò đào tạo ra những cái thứ ẩu ơ ức ơ cà lơ phức phơ, nói năng cung sâu chữ cha cô trước, nói chẳng có lý lẽ, chẳng có gọi là một cái gì để mà có thể mà có trí tuệ hết thưa bác, tức là hoàn toàn không có trí tuệ.
mà chỉ là coi như là bà Lý nói càng, đúng không ạ, ăn ngang nói ngược, to mồm, già mồm thôi, chứ còn chẳng chẳng thấy có một cái lý lẽ gì mà để mà chứng tỏ là họ có trí tuệ, có lập luận hết, thưa bác. Thì có lẽ là để mà công bằng thì lần tới, đúng không ạ, thì cháu sẽ gọi cái link đó để bác xem lại có phải trong cái cuộc mà tranh luận với ông Phạm Kim Long thì ông Bùi Mạnh Cường ông chửi ông Long ra rã, ông chửi tùm lum hết, nhưng mà cháu thấy ông không hề thuyết phục được cháu, tại vì ông chẳng có lập luận, chẳng có gọi là một cái lý lẽ gì hết. Nói chung là như vậy thôi bác, ông bình vực cái chuyện gọi là bán đất công viên, đúng không ạ, đó là điều thứ nhất. Ông nói cái chuyện này là thành phố làm bao nhiêu lần rồi, đâu phải đây lần đầu. Thì thưa bác, cái đó là có phải cái lập luận để mà bào chữa được cho cái hành vi vi phạm pháp không, thưa bác? À, chị thấy thì là rõ ràng là mình thấy nó có những cái khuất tất ở trong đó mà. Dạ. Cái lúc mà xếp cái chuyện bán đất vào trong một cái chuyện. Dạ. Cái chuyện nó ông lại nói cái này chuyện nhỏ thì cái chuyện này thành phố làm bao lớn nhiều người luôn, câu này đâu có đáng thì bác thấy cái lập luận nó có thuyết phục được bác không ạ? Xếp vào cái chuyện là giả tiền điện đó, giả tiền cắt cỏ bây giờ. Tại vì ông nói cái chuyện này chuyện nhỏ bác, 10.000 square feet thì chuyện nhỏ nó có đáng phải mang ra bàn. Mà rồi thì là nó giấu cái công viên Liberty Park, nó cho một cái số nhà, đúng rồi. Cho số nhà rồi ai biết được, tức là tôi bầu anh làm dân cử, tức là tôi ủy quyền cho anh để quản lý đất công viên giùm chúng tôi, đúng không ạ? Mà anh bán đi như bác nói, anh không công khai, anh cho tôi biết là đó là đất công viên mà anh lại đưa một cái địa chỉ ra, đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là có vấn đề lấp liếm khuất tất, phải không ạ? Vâng, thế thành ra là mình mới thấy ở trong cái xã hội này đó, nó tôi nhớ đến một cái câu là ai đưa ta tới chốn này, mình tưởng là đi tìm tự do để giết, nhất là cái Thăng Long TV nó mới hỏi mình, hồi đó là mình cũng nói chuyện thực thà, thế mình nói là nó hỏi bác Linh ngày xưa là bác ở Việt Nam ở đâu, tôi bảo là ngày xưa tôi ở số phố Hàng Bồ, 72 phố Hàng Bồ. Nó bảo trời ơi, cái khu đó là cái khu buôn bán cái 36 phố phường của Hà Nội mới gì. Tại sao bác lại đi qua Mỹ không? Tại sao bác cái gì đó? Tí từ lâu lại đi qua 54 rồi chứ không phải 53 rồi chứ không phải rồi. Tôi mới nói chuyện này chỉ là cái hồi đó thì cái gia đình tôi cũng khá. Ông già tôi là một chủ một tờ báo, chủ nhiệm một cái tờ báo nó cũng gọi là một tờ báo cách mạng, nó tờ báo phụ nữ thời đàm, tức là người phụ nữ bàn chuyện thời sự. Ông già tôi đó là chủ nhiệm một cái nhà đấu tranh cách mạng, đó là ông Phan Khôi làm chủ bút. Thế rồi thì là mình thì cũng trong một cái gia đình như vậy, coi như là mới nổi tiếng như vậy. Thế nhưng mà tôi cũng kể chuyện rằng thì là cái lúc bấy giờ, ví dụ như là cái lúc mà ông Hồ Chí Minh đọc cái tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, nhưng mà cái cuộc cách mạng 19 tháng 8 năm 45 đó, tức là trước đó một tuần lễ, thì cái cuộc cách mạng đó thì ông anh thứ ba của tôi ấy, là ông Quốc Tuấn ấy, hồi đó là cái bút hiệu Quốc Tuấn ấy, là ông ấy sinh năm 1922 thì là ông ấy là cái người mà cướp cái diễn đàn ở trước cái nhà hát lớn Hà Nội cùng với hai người nữa. Cũng là một biến cố lịch sử. Có biến cố lịch sử chứ. Ông ấy cái diễn đàn đó chính ông ấy lên, ông ấy cướp cái diễn đàn đó, ông ấy hô hào là làm một cuộc cách mạng, hô hào là đi xuống đường để mà khởi đầu cho cuộc cách mạng, tức là đi quần chúng đi xuống đường để mà tới các trại lính khố xanh khố đỏ hay là tất cả những cái gì đó
cái bầu không khí lúc bây giờ nó chín mùi ghê lắm. Tôi nhớ là như các cái bà chị tôi mới lại như các cái người mà ở trong khu phố đó, nghĩa là gần như là thức ngày đêm để mà làm cái cờ đỏ sao vàng, mà cũng không biết cắt cái ngôi sao vàng đó ra làm sao, phải giặt, phải dạy nhau rồi gấp gấp thế này rồi cắt, rồi thì là cái ngôi sao vàng đó, cái thì nó bụ, cái thì nó nhọn, vân vân. Thế thì nhưng mà cả cái không khí của thành phố là nó như vậy. Thì đấy, cái ông anh thứ ba của tôi đó, ông Quốc Tuấn đó, là ông ấy là một trong ba người, ông ấy là người ngồi đứng ở giữa cái diễn đàn đó, và hai bên đó thì là một người cầm lá cờ đỏ sao vàng, một người đó là đeo khẩu súng lúc bây giờ của Tưởng Giới Thạch, cái là còn khẩu súng của người Anh thì mình chẳng biết khẩu súng cái bán mà nó không phải bằng gỗ mà nó là cái khung tròn tròn thế thì rồi thì là từ đó là đi mới dắt đi một vòng vòng suốt Hà Nội, là đi tới Trạm Đính Khối Xanh Khối Đỏ thì mọi người đều đi theo, cả Hà Nội nó bừng bừng lên trong những các cái ngày đó. Thế rồi thì là lúc bây giờ mới hẹn tới là ngày 2 tháng 9 thì gặp nhau ở cái vườn hoa Ba Đình, tức là nó cũng gần ngay cách cái nhà hát lớn. Thời gian lúc bây giờ thì là ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ mới coi như là ở hang Bắc Bó viết về mình chẳng biết nữa, nhưng mà coi như là thì là ông ấy nhờ một cái ông cái lúc bây giờ cũng là một cái người giàu có làm kiến trúc sư, mới lập nên một cái khán đài, cấp tốc lập nên một cái khán đài để có thể có 30 người lên trên ngồi, mà khán đài cũng thô sơ lắm, chung quanh căng vải căng viết mới để gì đó. Dạ vâng, thưa bác, bác nhắc đến cái gì ạ, tức là cái vườn hoa đó đúng không ạ, với cái nhà của bác là khu phố Hàng Bồ, có nghĩa là bác đang nói đến địa điểm location đúng không ạ? Thì cháu xin lỗi bác, hồi nãy bác đang tính trình bày bác chia sẻ cái suy nghĩ nhận định của bác về cái sự kiện đó, thì cho phép cháu mời bác tiếp tục. Và ý cháu muốn nói đây là cái miếng đất mà họ bán là ngay đối diện tòa thị chính đúng không ạ, cái công viên ngay đối diện tòa thị chính và đối diện cái trường cảnh sát đúng không ạ? Cháu mời bác tiếp tục là cái nhận định của bác. Cái công viên đó mình có đến. Dạ đó. Mình đến phạm phỏng vấn cháu với bác ở đó. Dạ. Mình đến cái lúc chưa xảy ra cái vụ gì cả. Thế thì cái công viên đó thì mà mình có đến cái đó. Dạ. Và cái lý luận của họ thì tất nhiên là họ phải cãi, họ cũng đưa ra những cái lý luận. Họ nói rằng thì là sở dĩ mà phải bán cái công viên đó, bán cái khúc đó, bởi vì là cái khúc đó là cái khúc mà nó ở xa, và nó là cái mà nó là cái nơi mà cái bọn xì ke ma túy, bọn du thủ du thực, nó nằm ở chỗ đó, nó mất trật tự, thành ra phải đào mà nói rằng có cái đồn cảnh sát là nó có hai mặt của nó. Và có thể rằng thì là cái khu đó là cái khu bất an ninh, và có cái đồn cảnh sát ở đó. Nhưng mà một mặt khác nữa thì người ta nói rằng thì là mấy người này bán là bán cho một cái người mà có tiền nong, mà có tiền đây là nha sĩ gì đó, ở đêm bán để mà làm thành ra một cái khu của một cái ngân hàng. Đấy là một cái ngân hàng tên là cái gì đó, First Bank, mà cũng là cái trụ sở để mà vận động tranh cử cho Thao Lê Diệp, cho Trần Thái Văn, cho Chí Tạ. Mỗi lần họ hội họp nhau là họ kéo lên cái khu đất đó, cái building đó. Đấy, thành ra mình mới thấy rằng thì là tất cả nó có những cái răng mắc với nhau, nó mua bán, nó răng mắc với nhau và tài phiệt, nó đứng ở đằng sau đó để mà nó yểm trợ cho cái cuộc bầu cử, nó xen vào cái cuộc bầu cử, cái bàn tay của nó vào trong cái cuộc bầu cử. Thành ra nếu mà mình chỉ có kết án Chí Tạ hay là mình kết án cái này cái kia thì cũng không phải là tội nghiệp, nhưng mà mình thấy rằng thì là
cái bàn tay lông lá của tư bản của tài phiệt nó muôn hình vạn trạng. Thưa bác, đó là trong cái buổi mà tranh luận đó trên Phúc Vô Sa TV hôm qua đó, thì ông Phạm Kim Long ông có hình như một lần hai lần duy nhất ông quay ngược lại, ông mới là nói là ông Bùi Mạnh Cường là nói láo, là ông nói là mấy anh nói láo, là tại vì ông Phạm Kim Long ông nói là ông chứng minh được là chính tả nói láo. Khi mà bác nhớ mà mới bị tố cáo, bị nghị viên Kim Lê Hồ tố cáo bán đất này phần mặt, thì Chí Tạ nói là tôi không hề biết cái vụ mà khi mà bỏ phiếu là tôi đâu có biết là bỏ phiếu bán đất đâu, tôi không hề biết bỏ phiếu bán đất công viên. Mà trong khi đó thì Tao Lê Diệp trả lời báo Register thì nói là đã hội đồng thành phố đó họp 2-3 lần bàn về cái vấn đề bán cái miếng đất công viên đó rồi. Rồi thêm một lần nữa Chí Tạ lại nói tôi không biết cha Tống này là ai đó, tôi không quen biết với cái đám này, tôi chỉ bỏ phiếu thôi. Thì hôm qua ông Phạm Kim Long ông nói là tôi có bằng chứng là ông nha sĩ Tống này đã quyên vào quỹ vận động tranh cử của Chí Tạ mấy ngàn đô la và tiếp tục bỏ thêm thành mấy chục ngàn đô la trước khi mà Chí Tạ bỏ phiếu bán đất đó. Thành ra bây giờ đó là nó lật tẩy, nó chớ mở ra thì mình với những cái lý luận thì có những cái bằng cớ đã đành rồi, còn riêng nhìn cái mặt của cái Chí Tạ đó trong hai cái buổi mà lên phỏng vấn đó, và buổi đầu có ông Ngô Kỳ đó, ông Ngô Kỳ ông ấy là cái người mà ông ấy coi như là để mà ông ấy giúp để mà phỏng vấn Chí Tạ, mới lại lúc bây giờ có cả cái ông Trang Đi Mạnh cái gì Mạnh Chí thì đó thì cái thấy ông Trang Đi Mạnh Chí là cũng ngồi yên thôi bây giờ thì là tới cái cuộc thứ hai mà cái ông tên là cái anh Dũng gì đó cái cuộc thứ hai đó thì tôi không thấy cái ông cái ông Tôn Giáo đó chỉ còn có ông Chí Tạ thôi mà tôi nhìn thấy là cái mặt của cái Tạ Đức Chí tôi thấy nó xuống sắc quá thấy nó tái đi rồi thành ra cái này không phải là xem tướng không phải là mình có cái này là thần sắc thôi mình không phải là mình có cái định kiến nhưng mà quả tình rằng thì là không giấu được không giấu được tới cái lúc mà cái ván bài nó lật ngửa rồi tới cái lúc mà nó sang một cái quy trình mới và không những là mấy cái chuyện mà có tiền nong gì đó, tôi cho rằng chỉ là ngay cái câu chuyện mà chọn manager thôi rồi thì là cũng ấy mà bao nhiêu người là cảnh sát phải xếp là nó kiện bồi thường cả 10 triệu đô la bao nhiêu vụ vâng và mình mới biết là cái ông manager đó là ông mới cho xây một dãy những cái building cho tới bên hông Phúc Lộc Thọ đó chạy vào cho tới đường Bishop mấy đầu cái building đầu tiên đó là gọi như là ế của ông Phan Giao đó biến thành ra là một cái building nó gọi là Dinh Hoa Lan hay là cái gì đó để cho gia đình hoa nhài đó để cho tư bản đỏ họ tới nhưng mà đón đầu nó không hay là bởi vì tư bản đỏ nó cũng không qua tuy rằng thì là cái nơi đó là rất gần buôn xa nhưng mà tư bản đỏ là họ giấu mặt với để họ về với con cái thế lực đó chứ chỉ có những các cái anh mà bước ra bước vào thì mới tới cái buôn xa nó chưa mặt ra. Dạ thưa bác, bác còn nhớ là cháu với bác đã đặt cái vấn đề này rồi đúng không ạ? Bác nghi ngờ thì sâu xa hơn, tức là có bàn tay của tàu phiền đúng không bác, tức là bàn tay lông lá thế lực của tàu cộng luôn nữa, tức là vấn đề còn cháu thì cháu đặt vấn đề liền đúng không ạ, nhưng bác nói là tại sao mà cái vấn đề những cái building hoa nhài lại cho phép xây chung cư ngay trên cái đại lộ mà chỉ là nó gọi là business zone đúng không ạ, chỉ làm văn phòng rồi sau này là miễn thuế cho ông Phạm Hoàng Bắc 20 mấy năm thì có phải là ai cũng đặt vấn đề là có vấn đề tham nhũng hối lộ bôi trơn hay không? Thì thưa bác, hôm qua cháu mới nói chính ông Bùi Mạnh Cường rất là ngu dốt
khi mà con sau chửi cha, con trước tự tố cáo bằng nhóm của ông. Bác biết sao không ạ? Hồi đầu thì ông nói là không có phạm pháp gì hết, mấy cái này là chuyện nhỏ, là họ có quyền làm, thành phố làm mấy chục năm nay làm bao nhiêu vụ rồi, đúng không ạ? Thì cuối cùng ông Thẩm Kim Long ông nói là ủa, nhưng mà anh có biết là tuần trước ông luật sư thành phố ông công khai, ông xác nhận trong phiên họp, ông nói là cái hành vi, đúng không ạ, bỏ phiếu bán cái miếng đất đó là phạm pháp. Thì ông bột buồn mình cười, ông nói à, tại vì là tôi nghe nói ông này là bây giờ ông coi như là có người hâm dọa sẽ sa thải ông, thành ra ông phải ý là nói cho vừa ý cái đám kia thôi. Thì thưa bác, có phải mình ngu không? Mình tự tố cáo mình thì ông Phạm Kim Long ông nói liền, ông nói là tôi không biết cái chuyện đó đúng không, nhưng mà rõ ràng là tôi đồng ý với anh là anh nói rất đúng. Tại vì trước đó ông cãi, ông nói là nếu mà cái này là phi pháp đó bác, thì tại sao cái lúc họ họp mà quyết định có luật sư thành phố Mùi đó, mà lúc đó là ông Big Jones là luật sư thành phố, đúng không ạ? Thì ông Mùi Mạnh Cường nói ủa tại sao lúc đó ông Big Jones ông cho phép bán nếu mà cái này là phạm pháp. Thì ngược lại thì lúc sau ông lại kêu là cái ông mà luật sư thành phố hiện giờ đó bác, là nói là phạm pháp là tại vì là phải nói cho vừa lòng cái những người như là bà Kimberly Hồ. Thì ông Phạm Kim Long nói như vậy thưa bác, ông nói là theo tôi biết, không những tôi biết mà tôi có người tố cáo và cái người này sẽ ra làm chứng trước tòa. Tức là trong tương lai đúng không ạ, sẽ có những cuộc điều tra, sẽ có những cơ quan công quyền đến điều tra và cái người này sẽ ra làm nhân chứng. Và họ sẽ tố cáo là ông tổng quản trị bắt họ phải im miệng, không được khiếu nại, không được phản đối về cái vụ bán miếng đất này. Tại vì cái lời nguyên văn của cái người nhân chứng đó nói là ông tổng quản trị nói là bà biết là bà là được mướn dưới cái dạng là at will, tức là tùy hỷ, đúng không ạ? Tức là tôi vui lòng thì tôi giữ bà lại, còn tôi không thích thì tôi đuổi bà, chứ tôi không có cái nghĩa vụ trách nhiệm gì phải giữ bà đấy hết, bà không có quyền thư kiện, thành ra bà biết điều thì câm miệng đó. Thì rõ ràng phản bác có nghĩa là chi pháp phạm pháp, biết rằng là bán không hợp lệ, có người phản đối nhưng mà bắt người ta câm miệng không được lên tiếng, mà cái người đó là người tổng quản trị đó. Cho anh thành ra ra cái ban nãy mà tôi nói là thì là ai đưa tôi ta tới chốn này và cái đất nước này mà mình biết thấy là thì là nó cũng lại là gọi là cai trị bằng luật pháp, nhưng mà nó cũng lại đầy những sơ hở, đầy những lừa lọt, tôi sợ rằng nó lại còn tham nhũng thối nát hơn. Là dạ đúng bác, thành ra mình đứng đây là mình dè biểu, mình chửi Đảng Cộng sản Việt Nam cái này cái kia đó, thì tôi thấy thì là rồi thì là ông tổng bí thư mà gọi là muốn đốt lửa đốt nọ đốt kia đó, cái quan trọng nhất đó thưa anh là khi mà người ta nắm quyền lực rồi người ta dễ bị sa ngã lắm. Dạ đó. Và để mà nói rốt một lời đó, tức là cái cơ chế bầu cử tam quyền phân lập, cái cơ chế mà để mà gây quỹ tranh cử là một cái cơ chế mà nó hoàn toàn nó đạo đức giả và nó hình thức, nó cho phép người ta làm những việc thiếu lương tâm, nhân danh tự do dân chủ, thành ra mình rất dễ bị lợi dụng. Vâng, đó, thành ra là tôi thấy rằng thì là trong một cái trường hợp khác nó bên cạnh nó thôi. Tôi nhớ rằng thì là cái hồi mà ông tổng thống Mỹ ông Clinton đó ông ấy có cái vụ scandal đối với lại cái cô Monica Lewinsky đó, cái cô mà gọi là anh tẹt, là cái cô mà trong tập sự ở trong cái tòa Bạch Ốc đó, ông ấy là coi như là chỉ là ông ấy có giam giữ với cái cô đó, thế thì ông này thì ông ấy cũng dẻo mồm lắm,
thế thì ông ấy không chối được à, tại vì là cái cô kia đó à, cái cô kia cô ấy ra làm chứng và cái cô kia lại còn à, cô ấy còn giữ cái áo của ông ấy mà có cái spec của cái áo đầm của cổ à, có dính những cái chất liệu của ông trên cái áo đó à, đó à, để mà kỷ niệm đó thế thì thành ra đó à, ông ấy không thể chối cãi được thì ông à, ông tổng thống Clinton của nước Mỹ đó ông ấy nói là thì là các bạn à, bầu một tổng thống Mỹ hay là các bạn bầu một giáo hoàng à, ông ạ à, à, ý ông muốn nói là thì là à, bầu một tổng thống Mỹ thì à, tôi chỉ hiến thân à, à, cho nước Mỹ từ cái cặp quần của tôi trở lên thôi, con tim của tôi, khối óc của tôi cho nước Mỹ, còn từ cái cặp quần của tôi xuống đó, cái con cu của tôi là chuyện của riêng tôi. Thành ra cái câu đó nó đi vào lịch sử. Nhưng mà thưa bác cũng trở lại cái vai trò tổng thống mà như bác nói trách nhiệm với nghĩa vụ đó thì ông Bùi Minh Cường với Ngô Kỵ cũng vậy, cũng đang rêu ra kêu gọi cộng đồng phải biểu tình chống đối, tại vì ngày hôm thứ tư vừa rồi là đại đa số hội đồng thành phố họ đã thông qua rồi, đúng không ạ? Đó là dùng chữ của bên mà ủng hộ Chí Tạ, nó họ đuổi Chí Tạ ra khỏi tòa thị chính. Thì bác nghĩ sao về cái vấn đề đó? Thì anh em cái trò chơi dân chủ thì nó quay lại nó cắn vào chính chân mình. Trước là khi mà cái thời Hưng Thịnh đó, thì là Chí Tạ với lại hai người nữa là lấy cái đa số đó. Lấy cái đa số và cái đó và báo của Mỹ hay là những người ở đây người như ta phản đối và người ta đều mang ra người ta diễu rằng thì là cái gang of three thì họ lại bảo vệ cái quyền của họ cái băng nhóm ba người đó. Thế bây giờ đó là thời thế nó xoay đổi thì cái băng nhóm ba người bây giờ nó lại sang cái người mà nó đứng nó chốt phế nó đứng nó chốt phế và cái, chính cái ba người này nó có cái đa số đấy thì thành ra cái mà tôi cho rằng thì là nên nói một cái câu mà nó một cái câu nó giản dị thôi, nó nói là game is over cái trò chơi hết rồi. Nhưng mà thưa bác, có thể họ lại nghĩ khác, cho phép cháu lập lại, cháu sửa bác là cháu làm mất cái dòng suy nghĩ của bác. Nhưng mà hồi nãy bác đã nói đúng không ạ, đó là khi mà họ nắm được đa số thì những người như cháu và nhất là truyền thông chính thống, những người bản xứ, tụi cháu phản đối, đúng không ạ? Tại vì tụi cháu nói là mấy anh không thể toan rập với nhau để trở thành một cái nhóm đa số mà lúc nào cũng là bỏ phiếu giống nhau, đúng không ạ? Để thông qua những cái mà gọi là ý nguyện của mấy anh để áp đặt những cái là cái agenda, tức là những cái gì anh áp đặt những cái chương trình nghị sự của mấy anh, đúng không ạ? Bắt chúng tôi phải là đại diện cho thành phố. Thì lúc đó là Nguyễn Quốc Lâm thì nói là không, cái đó là cơ chế nó là như vậy, thiểu số phải phục tùng đa số, đúng không ạ? Thì như bác nói, bây giờ cái gió đã đổi chiều thì họ lại trở thành thiểu số, thì họ lại quay qua, họ lại lập lại những cái lập luận mà hồi xưa tụi cháu đã nói, đúng không ạ? Họ lại nói là như vậy là độc tài, như vậy là áp đặt đồ này kia. Nhưng thưa bác, bây giờ họ không chỉ là nói, tức là như cháu nói, những người này họ chỉ nói ngang, nói ngược, nói theo nó gọi là gì đó bác, tức là gì đó, double standard là gì bác, ở tiêu chuẩn kép, đúng không ạ? Tức là ăn đằng sống nói đằng gió, nó gọi là lật lòng đó, lúc này lúc như vậy, lúc nói như kia. Cái nào mà khi mà có lợi cho họ thì họ ủng hộ, không có lợi cho họ thì họ phản đối, chứ họ không có tuân thủ cái nguyên tắc nào hết. Thì bây giờ cái mà họ muốn đó bác, họ là muốn nắm lại cái quyền đa số, bởi vậy họ mới phải vận động để mà bãi nhiệm cái bà Kimberly Hồ. Thì bác nghĩ sao về cái chuyện đó? Vâng, thưa anh nha, thành ra và người ta đương đi để mà lấy cái đương đi để mà lấy chữ ký đó. Và tôi thấy là thì là
đây nó là một cái trả thù và một cái cơ chế mà cái vấn đề mà recall của nước Mỹ đó thì tôi thấy là nó đe dọa mọi người, và tôi vẫn nghĩ rằng thì là cái cơ chế này nó không có thích. Nếu vậy thì bác có ủng hộ cái ít nhất là cái cuộc vận động này của cái nhóm trí tạ không ạ? À? Khi mà lợi dụng cái cơ chế có quyền bãi nhiệm để kêu gọi bãi nhiệm bà Kim Ri Hồ, vì bà Kim Ri Hồ bỏ phiếu không theo ý họ, mà tức là sẽ gần như là gần đây thì là đồng hành với hai người kia, đúng không ạ? Để biến nhóm trí tạ trở thành thiểu số, thành ra họ muốn bãi nhiệm để họ đưa người của họ vô để họ tiếp tục nắm đa số. Vâng, thì đấy mới là cái hội đồng thành phố này nó gấu gó nhau mà nó dựa vào luật đa số nhưng mà nó có một chuyện là nó ở trên cái dư luật nó ở trên cái dư luật người ta đã nói là thì là cái đa số thầm lặng chứ không phải là cái đa số mà to mồm cùng lắm thì mang ông vô kỷ, mang ông này ông kia lên cái chương trình người dân cũng biết đấy là cái con mẹ gì đó thế nhưng mà Việt Nam ta thì cái văn hóa Việt Nam nó nói thì là trăm năm bia đo đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thành ra cái mà nó đe dọa với cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta đó. Tức là anh mới có làm thị trưởng của một cái thành phố thích nhỏ bé mà anh đã biến thành một cái loại độc tài rồi, biến chất và thành ra đó thì hỡi ơi rằng thì là anh sẽ có thể anh làm dụng cái anh làm dụng cái cơ chế và nhất là thế giới nó cứ sẽ nhắc lại những các cái chuyện mà bê bối của cái thị xã Westminster này và nó sẽ mang tiếng những hội đồng thành phố khác khi mà người ta bầu những nghị viên của các hội đồng thành phố khác đó, nó là một cái vết nhơ trong lịch sử của cái những người Việt di tản. Đây mới là một trong những các cái mà chúng ta nên lo. Cảm ơn bác cho phép cháu nói leo để giải thích cho đồng hương, cho đồng bào trong nước, đúng không ạ? Tại sao mà Bác Cường và luật sư Hoàng Duy Hùng đều nói đây là vết nhơ lịch sử? Kính thưa quý vị, là như vậy, là những người này họ không biết hay là họ cố tình, mà họ biết nhưng mà họ vẫn tiếp tục ru ngủ và mà mị những người đồng hương thiếu thông tin, đúng không ạ? Để họ suối trẻ ăn thức gà, để những cái người mà bị họ tẩy não đó, bị họ ru ngủ đó, tiếp tục là lặp lại những cái luận điệu rất là ngu si ấu trĩ, rất là bệnh hoạn, đúng không ạ? Trước trong cái buổi họp hội đồng thành phố mà như Bác Cường nói, những cái cuộc họp như vậy có ghi âm, có phát hình, đúng không ạ? Để cho cả thế giới, những người dân bản xứ, những người có hiểu biết và thế hệ con cháu của mình sau này khi mà xem lại sẽ phải mắc cỡ, sẽ phải xấu hổ, có phải không ạ? Vì có những là thế hệ cha chú, những người Mỹ gốc Việt mà có thể lên phát biểu mà gọi là đòi hỏi những cái chuyện rất là phi lý, rất là ngu xuẩn. Mà tại sao những người như Trí Tạ, Ngô Kỵ, Nguyễn Quốc Lân không dám tự họ lên phát biểu bằng tiếng Anh? Kính thưa quý vị, vì họ biết những cái chuyện đó là những cái chuyện ngu dốt, láo xạo, nông cạn, hoang đường. Thành ra họ phải xúi dại đồng hương để kích động đồng hương nói giùm họ, tức là xúi dại ăn cực gà. Đó là lý do tại sao thưa bác, cháu xem mà cháu rất lấy làm bất cỡ, rất lấy làm xấu hổ. Mà cháu nghĩ là con cháu của họ sau này xem lại cũng sẽ bất cỡ giùm họ. Và cháu đồng ý với bác là truyền thông chính thống bản xứ, đúng không ạ? Họ đã đưa tin rồi và họ rất là thâm nho nhỏ đích, họ không cần nói trắng ra, nhưng mà rõ ràng cháu đọc
và cháu hiểu theo cái nhìn của họ, đúng không ạ? Là cái thông điệp, cái hình ảnh họ vẽ ra về cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình, những cử tri gốc Việt, là họ rõ ràng đã vẽ lên một cái hình ảnh của những kẻ gọi là kích động, gọi là hoang tưởng, ú chỉ, hèn mọn, nông cạn, cục bộ, nhỏ nhen. Nói chung là không có cái gì đáng để mình phải hãnh diện hết, cộng hoặc nó là một cái vết nhơ lịch sử. Tất cả cái bọn này nó chỉ là một cái nhóm, nhỏ thôi, đó. Một cái nhóm nhỏ thôi, thành ra chứ còn thì tất cả cái cộng đồng này thì người ta đã tránh xa, người ta làm ngơ rồi, là từ cái hồi mà thấy ông Ngô Kỷ đi đâu là người ta đứng xa rồi. Và trong cái cuộc biểu tình vừa rồi mà khi mà thủ tướng cộng sản mà nó đi dự cái hội nghị ở trên thế giới đó, ở trên 76 quốc, thì người ta nói cái chuyện là sao dạo này nó vắng cái cờ vàng ba sọc đỏ quá thế nào, thì người ta hỏi thì mấy người này nó nói thì là bây giờ là những cái người mà bán hàng giả đó là biệt, bây giờ là họ cũng mỏi mệt rồi, và cái thứ hai đó họ cũng có một chút hổ ngươi, họ thấy rằng thì là cái thời những Phan Kỳ Nhân, Phan gì đó, tất cả những cái người đó thì họ cũng thấy rằng thì là họ là những người mà dại dột, là những các cái dại dột, và họ tan biến đi theo cái vật nước nổi trôi. Họ không dám thú nhận rằng tôi đã sai lầm, họ không dám thú nhận và họ đấm ngực là tôi thế này thế kia, nhưng mà và họ cũng buông xuôi thôi. Những cái thứ mà là Lý Tân Sài Gòn bây giờ, hay là những các cái người mà vẫn cứ tiếp tục một cái công cuộc chống cộng cái gì đó, thì nó cũng lại là một trong những các cái họ cũng không có chối bỏ, hay là bắt những các cái bọn này mà nó bắt những cái bọn này mà nó hối lỗi, hay là bắt những bọn này mà nó xin tội, nhưng mà đây là một trong những các cái thân phận đâm lao phải theo lao tới giờ này đó. Những các cái người mà đi ra hải ngoại đó là bị cái bọn này, bị cái bọn truyền thông hải ngoại từ mấy chục năm qua, từ hồi Vũ Quang Ninh ấy, thì tôi mới kết luận là thì là bọn này là cái bọn mà nó buôn hận thù bán hàng giả. Buôn hận thù là bởi vì là nó lấy ơn làm quán, hận thù là nó lại bảo nó phải thù thằng cộng sản kia kìa, không ạ, cái thằng thống nhất đất nước kia kìa, thằng xâm lăng miền Nam Việt Nam, Ngô Kỳ thì lúc nào nói là bọn từ Bắc vào nó xâm lăng Việt Nam thì nghe nó lạ lùng quá đi cơ. Mà cái hiệp định Geneva người ta nói là không ai có quyền, quốc tế nó nói là không ai có quyền chia đôi nước Việt Nam cả, đây là chỉ tạm thời đóng quân, cái vùng đóng quân mà thôi, nó giống như là Nam Bắc Triều Tiên ở vĩ tuyến nó 38 cái tiếp thế giới thì nó như vậy. Thành ra cái những cường quốc thì nó sâu xé vào đất nước, cái tiếng nói của mình nó cũng cũng nhỏ lắm. Còn cũng là ở cà phê và buôn xa có gì lạ không ta, thì tôi thấy ở cà phê thì lại mấy ông lại đặt cái vấn đề rồi, thì là tại sao mà chúng ta không bắt chước thằng Đại Hàn, thằng Đại Hàn mà gì đó, thì tôi đã có ban đấy tôi đã cắt nghĩa tôi nói thì là Đại Hàn là nó là một trong những người mà nó bị người Nhật cai trị, và nó là một trong những người mà hung hãn, và trong cuộc chiến Việt Nam nó là
đại diện của nó là sư đoàn mãnh bạch mã và mãnh hổ cái gì đó hai sư đoàn đó nó bình định miền Trung, và nó bình định miền Trung bằng một cách nghĩa là hết sức là khát máu, nghĩa là phi dân nói là nó bình định miền Trung là một tiếng súng ở trong bụi rậm bắn ra và nó mang 10 người dân không biết là gì cả, đàn bà trẻ con ông già cái nó mang ra nó bắn tức là mày không biết bảo vệ tao bây giờ anh Mỹ bây giờ đá cái gì thành ra đó cái câu chuyện nào thành ra cái chuyện mà gây dựng cái bọn mà đại hàn đó là nó xây dựng trên máu và nước mắt của đồng bào Việt Nam. Mà tôi thấy là thì là mấy cái nhà truyền thông ở quốc gia này chỉ giải thích một nửa vời, sao không bắt chiếc thằng đại hàn thằng đại hàn nó đi đâu nó làm chủ, còn mình thì là đi làm đầy tớ tôi bảo thì là nó làm đầy tớ là bởi vì cái quốc gia nó có mày thành ra nếu mà nói về bắt chước đó bác thì cháu xin phép cái đề tài tới là cháu sẽ nói về vấn đề bắt chước, tức là ông Phạm Kim Long ông cũng nhắc là ở Cùng Cam này ví dụ như là có 27 thành phố thì hết 22 thành phố là áp dụng cái cơ chế gọi là luân phiên bổ nhiệm thị trưởng, chỉ có 5 thành phố bầu cử thị trưởng. Nhưng mà trước khi đi vô cái đề tài đó, cho phép cháu trở lại cái vấn đề mà hồi nãy mà bác có nói là nó không chịu nhận tội đó bác. Thì có phải là Chí Tạ là từ cái vụ mà vinh danh Ngô Thanh Vân đúng không ạ, cho đến lúc bán đất thì cháu thấy Chí Tạ chưa học được cái bài học đúng không ạ, là thành thật, không nói ăn năn sám hối thì ít nhất cũng phải là ghi nhận đúng không ạ, cái việc làm của mình đã làm mất lòng và đã làm cho đồng hương cử tri bất bình phẫn uất đúng không ạ, hoặc là cái văn hóa xin lỗi. Thì bác nghĩ sao về cái vấn đề mà bây giờ là bên phía những người mà đa số họ biểu quyết để mà chống dứt cái vai trò thị trường của Chí Tạ? Vâng, anh đi một cái bước nó hơi dài khi mà cái chuyện mà vinh danh Ngô Thanh Vân. Dạ. Vinh danh Ngô Thanh Vân thì tôi cho rằng thì là Chí Tạ cũng có suy nghĩ và Chí Tạ cũng muốn rằng thì là mình hòa hợp hòa giải với dân tộc. Mình cũng có, mình không những là thị trưởng của Westminster mà mình là thị trưởng, mình là đô trưởng của Sài Gòn cũ. Đến bây giờ ông ta vẫn Ngô Kỳ cũng so sánh với tòa Bạch Ốc mà. Thành ra đó mình mới thấy thì là nó cho người ta một cái credit nào và coi như là thì là trước bỗng dưng tự sao lại vinh danh cái con Ngô Thanh Vân. Mà sau đó báo chí Việt Nam là toàn bộ cả nước đăng tải cái hình ảnh đó. Báo chí thì tại sao? Đó, và có sự dàn dựng hết. Dạ. Có lý do. Không, vậy thì dàn dựng tức là thằng này nó muốn đi với Việt Nam. Dạ đó. Và có bài bản, có một cái kế hoạch chiến dịch đàng hoàng chứ không phải. Đây là một người yêu nước, người muốn thống nhất, cái chuyện thật đấy. Bởi vì tôi mới nói nhưng mà tại sao anh ta không dám công khai, tức là đối với bên kia thì là vinh danh mà bên đây thì chối. Không lúc nào thì nếu mà chối thì mất mẹ chết tự hiểu rồi. Thì đó bác dạ. Đây là những cái bước dò dẫm làm một cách bí mật. Tức là làm một cách bí mật nó giống như Kissinger đó, nó phải đi hai mặt. Chứ còn mà ở đây mà tuyên bố như vậy đó thì còn ra cái nông nỗi tức là ngụy dân đúng không ạ, nói một đằng là một nẻo, tức là đằng sau thì đi đêm nhưng mà trước mặt là vẫn chống cộng. Không phải là ngụy dân nữa, không phải là ngụy dân nữa, mà cái dân này nó ngu để bị lừa. Cái dân này nó đã bị nhào nặng từ cái buôn hàng thù bán hàng giả rồi. Do đó những các cái người mà định mưu tìm một cái thống nhất dân tộc, định mưu tìm một cái hòa hợp và giải hai bên giải pháp giải pháp là
không dám nói ra. Đó, à, một cái giải pháp hợp lý, hiệu quả, đúng không? Ít nhất lợi dân thì không dám công khai. À, thì cứ nó danh danh á, à, thì cái công mà rõ rệt đó là cái ông cái ông gì nhỉ, cái ông thủ tướng cộng sản đó, khi mà cái Nguyễn Xuân Phúc à, không, cái ông mà đi về Việt Nam này, ông Phạm Duy này, à Nguyễn Cao Kỳ đó, à Nguyễn Cao Kỳ này, Phạm Duy này, với lại Nhất Hạnh này, ba người đã đi về Việt Nam đó. Và rồi thì là ông ba người đã đi về Việt Nam, tức là đã muốn một con đường hòa hòa giải. Và Cao Kỳ cũng đã, ông mới nói một câu hay lắm, ông mới nói rằng thì là cái việc thống nhất đất nước là việc phải làm, mình không làm được thì người Bắc người ta làm được. Bước kế tiếp là kiến quốc, là xây dựng đất nước. À không, không cần được kiến quốc, nhưng mà tôi nói chuyện là riêng cái chuyện thống nhất thì đó. Miền Nam không làm được, miền Bắc họ làm được. Thì và chuyện đã xảy ra rồi, đã là quá khứ, đã là lịch sử rồi. Không, mình làm được thì mình phải tiếp tay với họ. Thì đó. Do đó Nguyễn Cao Kỳ mới về Việt Nam. Thì đấy là cái. Chứ bây giờ cứ đòi viết lại lịch sử. Không, nhưng mà thì thằng Ngô Kỳ với con bọn ở đây ngay, nó gọi Nguyễn Cao Kỳ là hàng tướng. Dạ đúng ạ, thằng hàng có nghĩa là giờ không chấp nhận đầu hàng, anh muốn viết lại lịch sử, anh đòi lật đổ, anh đòi quật khởi, anh đòi quan phục. Không, là không, thì riêng cái câu chuyện này thì là đòi cái gì không biết, nhưng mà riêng cái sự kiện đó thôi là nó bị đánh ngay trong trứng nước rồi. Nó bị đánh ngay trong trứng nước rồi. Đó là cái ý tưởng hòa hợp hòa giải mà bắt tay với nhà nước Việt Nam đó. Xin lỗi. Alo. Alo. Thế thì đấy là cái câu chuyện là mới chớm một tí là nó đánh ngay phủ đầu rồi. Nó đánh là tan nát ngay. Nó đánh bằng những các cái trò nó hết dư bẩn tiện, Ngô Kỳ với nó vào thì nó hàng tướng, thành ra những người đi sớm đó. Mà một mặt khác nó thì là chính ra thì ông nhà cầm quyền Việt Nam cũng rất là ngại ngùng. Ông nhà cầm quyền Việt Nam đó ở Hà Nội đó, khi mà Phạm Duy về đó thì là ông ấy định về Sơn Tây, quê hương của ông ấy. Và cái nhà văn mà cái nhà thơ mà lớn đó, ở Buôn Sa này đó, cái ông cái gì ấy nhỉ, trong cái khối ấy thì là một trong những cái người, ông Du Tử Lê hay là Nguyễn Sa ông ấy làm mấy cái bài hát hay lắm, hội trùng dương trùng diếp cái gì đó. Vâng, thì ông ấy nhà cầm quyền Việt Nam đó thì là ngại là nếu mà Nguyễn Cao Kỳ mà về và đi về quê hương, đi về quê hương đó, người Sơn Tây đó, mà có thể là có một cái cuộc biểu tình quá lớn thì họ không kiểm soát được. Họ thấy là chỉ là ví dụ như ông Trịnh Công Sơn thì ông ấy đã chót sống ở Việt Nam rồi, thì nhìn thấy cái cuộc biểu tình của Trịnh Công Sơn thôi, cái đám ma của Trịnh Công Sơn thôi, đưa tiễn Trịnh Công Sơn nó dài bao nhiêu cây số, và gần như rằng thì là cái lòng ngưỡng mộ nó để ở bên đó, thì nhìn thấy Trịnh Công Sơn là cái người mà trong nước, một cái nhạc sĩ, còn bây giờ Nguyễn Cao Kỳ là một nhà chính trị về trong nước đó, cho nên nhà cầm quyền Việt Nam nó cũng nhát, là nó không dám cho Nguyễn Cao Kỳ về quê hương, cho nên Nguyễn Cao Kỳ đó là coi như là thì là muốn về quê hương mà về không được, về tổ chức đôi mắt người Sơn Tây đó, cho nên Nguyễn Cao Kỳ cuối cùng mà thì là chết ở bên Singapore, phải thành ra
nhân đây thì tôi mới kể một cái chuyện là hôm vừa rồi là cái anh Lê Vũ mà của báo Việt Nam thì hắn ấy tới phỏng vấn tôi về cái chuyện là từ việc Quickly rồi thì là từ cái chuyện mà ông Hoàng Duy Hùng rồi cái chuyện mà cái anh Etcetera đó Nguyễn Quang Trường thì nó phỏng vấn này lúc bây giờ là nó phỏng vấn cái ông Trịnh Cung đó thì lúc bây giờ nó thấy tôi thì nó mới nói bác tí nữa cho cháu phỏng vấn tốt thôi, sẵn sàng thôi, thế thì lúc này là nó phỏng vấn tôi thì tôi chỉ nói chuyện này thì là tôi nhớ cái lúc mà còn ở Việt Nam Ly thì anh có vẽ cho tôi một bức tranh rồi thì Etcetera cũng vẽ cho tôi một bức tranh và mình cái hồi đó là mình cũng gọi là đi quá sớm cho chức thời cuộc cho nên cái cộng đồng này nó bịt mũi mình chứ cái hồi đó là Việt Weekly là cái tờ báo Việt Weekly đang lên lên mà bán nhiều hơn là báo Sài Gòn nhỏ coi như là những cái chồng báo đó nhưng mà nó diệt ở trong trứng nước nó không cho những gửi báo ở mấy chợ rồi chỉ là gì đó hoặc nó không cho quảng cáo thì tờ báo phải chết thôi. Thế thành ra đấy mới là trong một những cái cộng đồng nó như vậy. Thì tôi nhân đó thì tôi mới nói chuyện này thì là cái kinh nghiệm nó cho chúng ta biết thật thì là kinh nghiệm nó cho chúng ta biết thật thì là kẻ thù của chúng ta là cái quan trọng nhất. Muốn làm chính trị thì phải biết kẻ thù của chúng ta là và làm sao để mà giấu mặt chứ mà mình còn đương yếu mà mình trườn mặt ra nó thì nó giết từ trong chính nước gì bao nhiêu thành ra tôi cũng nhân đó thì tôi mới lại gửi một cái thông điệp trong gọi là tôi một cái phóng một cái mũi tên khác tôi nói anh còn nhớ này thì là cái hồi đó nó cái chuyện mà mình biểu tình ở ngay cái Ryan Seafood đó là của cái ông tức là ngay chỗ này nè tòa nhà nó ngay đối diện ngay tòa nhà đây này mà cái miếng đất này là của ông Đỗ Phủ ông luật sư Đỗ Phủ và ông Đỗ Phủ đó và ông Đỗ Phủ ông mới chơi hai mặt và tự dưng ông mới chơi hai mặt ở cái chỗ này thì là ông ấy có một cái party của một cái tư nhân nó ở cái góc này này nó ở cái nhà bên này này nó mời đào Vĩnh Hưng bài hát thì ông Đỗ Phủ ông đừng có xoay gì mất công nữa mình đừng nói mà ông đào Vĩnh Hưng thì ông Đỗ Phủ này ông ấy chơi hai mặt tức là ông ấy gọi cho ông ấy là chủ đất mà đằng kia mà người ta tổ chức cái party có Đàm Vĩnh Hưng thì ông ấy em ông ấy gọi Phan Kỷ Nhân với Phan Đăng Phan cái gì đó hai cái ông nó tới để biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng thành ra đây là một trong những các cái tội mà hai mặt một cái ông chủ đất mà ông phải bảo vệ cái người thuê mà ông muốn làm nổi mà ông đem ông ấy gọi hai cái ông mà biểu tình Phan Kỳ Nhân Phan gì đó lại để mà biểu tình tức là ông chơi hai mặt để mà ông muốn làm nổi cái cửa hàng của ông cái Ryan Seafood and Banquet của ông cái đòn này mới là cái trò chơi ác để mà nổi tiếng nó có một cuộc biểu tình ở trong cái khu của ông mà ông là cái người chủ đất, ông không có quyền làm cái đó. Đây mới là một cái mà tôi
tôi nêu ra một cái issue để mà cái cộng đồng này nên đặt ra một cái tòa án lương tâm để đánh giá cái ông Đỗ Phủ này. Ông ai gọi cái cuộc biểu tình đó, ông thù hằn gì một cái người mà người ta thuê một cái căn ở trong cái chung cư của ông, mà người ta mời một cái tư nhân, người ta mời làm với ông Đặng Hát thì kệ người ta. Tại sao ông lại đem ông phuýt tin ra, ông gọi Phan Kỳ Nhân, Phan Đơ đang điêu gì mà lại để mà biểu tình. Đây là một trong những các cái trò mà ma giáo, ma tịt, mà chỉ để cho cái cửa hàng của ông Ryan Seafood nó ế sinh ra, để cho nó nổi tiếng thôi. Còn cái chỗ mà mình đây này thì là Gypsy đây này, nó cũng chỉ là một cái nhánh ở bên này. Tại sao nó nổi tiếng, tại sao nó thu hút được, mà cái cửa hàng của ông uy nghi thế này, ở trong ấy thì là các cái bàn ghế là ngồi ăn là dưới nến, coi như là một trong những cái cửa hàng sang trọng đó, ở bên Tây, bên Pháp đó, trong máy lạnh rồi thì là ngồi là không phải là cái đèn điện, mà là trên mỗi bàn là có những mấy cây nến là ngồi ăn để mà thì thầm của một cái giai cấp quý tộc. Thành ra Đỗ Phủ là một cái thằng cà chớn, một cái thằng dầu lõi mà muốn làm nổi thì là tôi nghĩ rằng chỉ là dư luận nên xét đoán cái ông Đỗ Phủ. Thưa bác, nếu mà nói vậy thì cháu lại đặt vấn đề một nhân vật khác là Nam Quan. Bác còn nhớ là cách đây vài năm cháu có đặt cái tiếp và cháu đánh giá là Nam Quan là một kẻ cơ hội chủ nghĩa ma mãnh, mà cháu dùng từ lưu manh. Có nghĩa là ý cháu nói là ngoài vấn đề cô hội chủ nghĩa thì còn cái vấn đề là vô liêm sỉ, khi mà mình lúc này lúc kia, lúc thì tự nhiên là mấy chục năm đang ở đảng Dân Chủ đùng đùng chạy qua là đi ủng hộ ông Trump, lúc thì đang ủng hộ bà Kimberly, bây giờ quay qua chửi Kimberly. Thì bác nghĩ sao, như bác cháu mình, bác nhớ bác đã từng đặt đã nói ra là bác nghĩ là Nam Quan đã được một cái ngân sách, đúng không ạ, vô giới hạn để mà làm một cái cuốn phim tài liệu về Ngô Kỷ. Thì sáng hôm nay cháu xin đưa ra một cái bằng chứng để củng cố cái nhận định đó của bác Nguyễn Mạnh Cường. Kính thưa quý vị, là quý vị còn nhớ là ông Nguyễn Phương Hùng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng là đã bị cộng đồng tẩy chay bao nhiêu năm nay, có phải vậy không bác? Và Chí Tạ không dám nói, chứ còn cháu công khai, cháu chẳng sợ gì mà cháu nói là ông Nguyễn Phương Hùng ông công khai tuyên bố cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cháu không dám dùng từ tay sai cộng sản, nhưng mà cháu nói ông công khai, đúng không ạ, ông nịnh bợ, ông ca tụng, ông tân bốc nhà nước Việt Nam, ông chân cờ đỏ sao vàng. Thì ông Nguyễn Phương Hùng bị cộng đồng tẩy chay và nhiều người, trong đó có Ngô Kỷ, gọi ông là Việt gian và tay sai cộng sản. Thì bác nhớ khi mà Nguyễn Quang Trường trở về đây, mà cháu nói trong cái chuyến đi về thăm lại Cụm Cam và chuẩn bị đặt nền tảng gọi là gì đó, thiết lập lại những cái mối quan hệ để mà chuẩn bị cuộc khởi đó, thì bữa đó là bác có dẫn cháu đi ăn và gặp lại họ, thì cháu đã nhận thấy được cái vấn đề đó liền. Và trong cái lần trở về cách đây 2 năm thì Nguyễn Quang Trường có gặp Nam Quan, và hai người đã lên kế hoạch và đã công khai làm livestream, và Nam Quan đã kêu gọi để thành lập một cái gọi là câu lạc bộ truyền thông báo chí hải ngoại, và ông Nguyễn Phương Hùng nói là Nam Quan có mở lời đánh tiếng mời ông tham gia cái câu lạc bộ đó. Thưa quý vị, và nếu mà quý vị nào nhớ quý vị thử nhớ lại coi, cách đây 2 năm có phải là Nam Quan đã đến nhà ông Nguyễn Phương Hùng, Nam Quan đến nhà ông Nguyễn Phương Hùng tặng rượu cho ông Nguyễn Phương Hùng và làm những cái chương trình để mà ca tụng, giống như là một cái phim tài liệu về cuộc đời của nhà báo Nguyễn Phương Hùng, một cái chuyện mà trong cộng đồng này từ xưa đến giờ chưa ai làm hết. Tức là Nam Quan đã làm một cái bộ phim tài liệu về cuộc đời nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Đó là cái chuyện mà Bắc Cường nói là Nam Quan được giam để chuẩn bị làm về Ngôn Kỷ, có phải vậy không ạ? À?
và cháu khẳng định là Nam Quang đã làm chuyện đó, tức là đã làm một những cái clip mà dài 4-5 tiếng đó bác, tức là nói ở nhà báo Nguyễn Phương Hùng này kia, đến nhà Nguyễn Phương Hùng tặng rượu cho Nguyễn Phương Hùng. Thì tại sao ngày hôm nay Nam Quang lại ngồi với Ngô Kỷ để vỗ ngực tự nhận là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, để bảo vệ Chí Tả, nói là phải bảo vệ chức thị trường của Chí Tả để bảo vệ cái thành trì chống cộng, thưa bác? Chuyện chính trị thì nó mang làm giả, chứ còn bây giờ mà đấy là mình đã nói rằng chị là ông tổng thống Mỹ không bảo là anh bầu một tổng thống Mỹ, một người làm chính trị, hay anh bầu một đức giáo hoàng, thế thì Ngô Kỷ là được khởi đầu lại đương định làm bắt người ta là bầu một giáo hoàng thì là tức là phải trung trực, phải đạo đức. Cái câu chuyện đó nó buồn cười, cái con sao này là nó mà cái câu chuyện rằng chỉ là nó đâu có phải rằng chỉ là khởi đầu lại cứ bắt nhầm ở chỗ khúc giữa Nguyễn Phương Hùng là hắn ấy đã về Việt Nam thì đó trong cái lời mời, chứ đâu có cần phải tới đây mà biếu rượu mới làm cái clip cái anh Nam Quan này là cái anh vuốt đuôi đó, cái anh vuốt đuôi đó, chứ Nguyễn Phương Hùng nó oai hơn. Không thì bởi vậy cho nó, nhưng mà hôm nay anh lại vỗ ngực, anh xin anh là thành trì chấp tổ. Tất nhiên là cái lối mà người ta đi tắt, đi ngang đi tắt cổng đầu, đi tắt đó thì là nó cái hồi đó là tôi đã có một cái là tôi nói rằng Nam Quan này nó đã chinh phục được Ngô Kỷ và nó đã đứng trên lưng Ngô Kỷ thuần phục, và tôi mới nói rằng thì là ngựa đã thuần rồi, mời ngài lên bước lên lưng của thằng Ngô Kỷ. Thành ra đó, một mặt khác thì tôi mới thấy rằng thì là tôi có đến cái cửa hàng của Nam Quan, văn phòng, vâng, cái văn phòng của Nam Quan, thì cái lúc bây giờ thì là Nam Quan mới tại vì tôi có cái con cháu nó cũng làm ngay ở cái trước cửa tèo sandwich rồi đó, thế thì Nam Quan mới bảo thì là cháu muốn phỏng vấn bác, thì cháu mang xe lại đón mẹ lại gì đó, tôi bác cho địa chỉ, tôi bảo không, tôi biết chỗ của anh rồi, tại vì con cháu rồi nó làm ngay ở chỗ tèo sandwich, rồi để tôi tới. Thế tới thì là lúc bây giờ thì là Nam Quan phỏng vấn tôi, thì tôi thấy rằng thì là cũng hơi là cợt dọc là hắn ấy, cái văn phòng của hắn ấy thì là có hai bàn giấy, một bàn giấy của hắn ấy, một bàn giấy bên này. Thế mà phỏng vấn thì hắn ấy phỏng vấn tôi, hắn ấy ngồi ở trên cái bàn giấy mà hắn ấy phỏng vấn tôi. Thế thì tôi cũng rồi cũng quay chỗ này chỗ kia đó, nhưng mà mình cũng nghĩ là trong một cái loại mà con cháu mình đã hắn ấy đã nói rằng thì là hắn ấy đón thì mình lại tất tưởng mình lại nói rằng thì là để tôi làm, tại vì tôi biết chỗ đó không muốn làm mất phi, không muốn làm phiền thế thì cũng không sao đi, coi như là thế thì trong những cái gặp sau thì tôi mới thấy rằng thì là Nam Quan do đó mà mình mới có vẻ là thân với Nam Quan, thì mình mới thấy rằng thì là cái lúc bây giờ là Nam Quan vô tình hay cố ý, Nam Quan là cái người mà cho thuê nhà thôi, thì cho thuê một cái đoạn cỏ đất mà cho thuê một cái đoạn quay phim, tôi thấy rất chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Bởi vì thì là tôi nhìn thấy nó giống như là một cái loại quay phim ở Hollywood đó, tôi thấy đèn điếc tất cả các thứ đó ở trên trần trên điếc, rồi thì là nó viết cả một cái scenario, người này nói thế này, người kia nói thế này thế kia đó, và có kịch bản và có cụ thể
là cái bữa đó phỏng vấn có tôi và cái ông gọi là học giả Đỗ Thông Minh đó đấy, thì cái bữa đó tôi thấy là cái đoạn quay phim đó là đoạn quay phim chuyên nghiệp đó. Từ đó trở đi tôi mới nghĩ rằng chỉ là Nam Quan được nghĩa là may mắn tự dưng do cái đoạn quay phim đó mà có thể là Nam Quan và Cộng sản Việt Nam thì họ khôn lắm, Cộng sản Việt Nam thì họ không có kỳ thị ai cả, và nhất là những người mà làm văn nghệ của Cộng sản Việt Nam đó thì họ là những người mà nó giống như rằng chỉ là những tác giả của Màu Tím Hoa Sim, rồi chỉ là những tác giả của những tác giả của cái gì nhỉ, của cái mà tôi bước đi không thấy phố không thấy phường của Trần Dần, nhân văn giai phẩm nhân dân giai phẩm chỉ thấy mưa rơi trên màu cờ đỏ cái gì thì đấy là những các cái đoạn mà sáng kiến như vậy, cũng giống như là một cái cuốn mà một cái anh mà cũng là một cái đạo diễn, cái cuốn mà Nếu Đi Hết Biển đó, trình độ của nó cao lắm, trình độ của nó cao lắm, thành ra mình mới thấy là chỉ là may mắn và có thể đây là một cái đoàn quay phim và nó nhắm vào một cái nhân vật vô kỷ, tức là ít nhất là cũng là tiêu biểu cho những người chống tộc ở Ôn Sa mấy chục năm, tức là nó mua cả một cái sự nghiệp của vô kỷ bằng một cuốn phim mà nó không phải là nó mua, nó vinh danh vô kỷ luôn, nó vinh danh vô kỷ luôn, cho anh tự tự biên tự diễn xây dựng và anh viết chuyện phim, anh viết về cuộc đời của anh, anh viết về cuộc đời của anh ở Ôn Sa này, anh không hề nói cái chuyện gì thần phục Cộng sản hay quý Cộng sản hay là gì, anh không nói có chiêu hội, không có quay đầu gì. Anh nói cái sự nghiệp của anh mấy chục năm ở Ôn Sa này, và tôi thấy thật sự là Ngô Kỳ hình như là cũng đã gửi một cái thông điệp, cũng đã bắt mối cho nên cái lúc bây giờ là Ngô Kỳ cũng nhân một cái chuyện nó gần như là mời phố Ôn Sa TV lại thăm cái tư dinh ở trong mặt kép của cái nhà ấy, thì anh nhà chính phủ trợ cấp đó, thì tôi không biết là gì cả, nhưng mà anh ấy khoe mấy chục cái áo vừa áo cờ vàng ba sọc đỏ, vừa áo Mỹ áo cờ Mỹ vân vân, anh ấy nói là cái áo này là anh ấy đi dự đại hội Đảng Cộng sản này, cái áo này là anh ấy đi biểu tình trước cửa báo Người Việt vân vân, anh ấy kể cả một cái thành tích đó, và bên cạnh đó thì có một cái cây khế tự dưng nó muốn mang cái tiêu biểu là quê hương là chùm khế ngọt. Ngô Kỳ có lên hát bài đó trên Việt Vision, cái kênh của Dương Lộc Viên mấy lần rồi mà bác. Vâng, đấy, thế thành ra đó, chứ không phải là chỉ một lần. Tức là Ngô Kỳ đã đưa một cái thông điệp rằng tôi sẵn sàng tôi trở về quê hương. Bởi vì nhà cầm quyền Việt Nam thì nó cũng không phải là nó kính trọng, nó quý, nhưng mà nó là một khúc ruột ngàn dặm, nó giơ tay ra nó đón tất cả những cái người những cái người mà di tản, những các cái người Việt Nam ở bốn phương trời và cái nghị quyết 36 tôi đã có lời mà tôi gọi là tôi xưng tụng hay là tôi nói quá đáng, tôi nói là cái nghị quyết 36 không những là để mà nó hòa giải đối với dân tộc, đối với lại cộng đồng hải ngoại, mà gần như là một lời xin lỗi, chữ xin lỗi của tôi ở trong ngoặc kép, chữ xin lỗi là nhà cầm quyền Việt Nam đã làm quá chậm, đã không thống nhất được đất nước mà để cho miền Nam Việt Nam lạc lõng
từ sau Hiệp định Geneva, từ vĩ tuyến thứ 17 đi vào trong Nam đó, mà để cho một nửa đất nước nằm ở trong cái tay của cái thế giới tư bản làm cái tay sai cho Mỹ. Thành ra nhìn một cách khác thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm chưa đến nơi đến chốn, đã chưa gần như là đã chậm chân trong cái chuyện thống nhất đất nước. Đáng nhẽ Đảng Cộng sản Việt Nam sau Điện Biên Phủ là Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chấp nhận cái vĩ tuyến 16 vì 17, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là phải bước qua cái cầu Hiền Lương và nghĩa là đi giải phóng luôn cả miền Nam Việt Nam. Đây là cái nhìn của tôi là nó như vậy. Thế cho nên cái nghị quyết 36 hay là cái khúc ruột ngàn dặm, tôi nghĩ rằng thì là đây nó là một cái lời hơi xin lỗi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã cái sứ mạng đã không hoàn thành, đã hoàn thành có một nửa chẳng đặng đừng, và để cho có một miền Nam Việt Nam nó chống cộng trong suốt mười mấy năm trời, từ cái hội nghị Geneva cho tới cái 30 tháng 4, 20 năm, gọi là 18 năm, 9 năm của chế độ Ngô Đình Diệm và 9 năm của chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Đấy là một trong những cái đó, và nghĩa là hai miền hận thù chém giết nhau. Và còn như ông Ngô Kỳ hay là Nam Quan hay là gì đó, nhất là ông Ngô Kỳ thì ông là nạn nhân của cái chuyện là thì là lúc nào thì ông cũng lý luận là thì là giặc từ Bắc vào Nam rồi chứ, thì là cái câu chuyện là họ chỉ biết tới đó thôi. Tôi nhớ rằng thì là cái anh Vũ Công Lý, mà cái năm nào mà tôi ngồi với lại cái anh Đinh Viết Tứ đó, thì cũng ở buôn xa này, ở chỗ cà phê nào tôi không biết, thì tôi thấy cái thằng Vũ Công Lý cái lúc bây giờ thì nó cũng chưa có bạo nghiệp bạo phổi lắm, nó cứ đi vòng vòng, nó cứ hát là giặc từ Bắc vô đây bàn tay giấy máu đồng bào, thì nó cứ đi vòng vòng ấy, là thằng ấy cũng lại là một trong những cái thằng mà Agit Prop, nó gọi là một trong những cái thằng sách động đó, một trong những thằng hoạt động, nghĩa là coi như là tiếng Mỹ nó gọi là Agit Prop, Agitator, tức là bọn sách động, Prop là tức là propaganda đó, bọn tuyên truyền sách động, cái lúc bây giờ là thằng ấy nó cứ hát mấy lần, thì tôi mới quay ra tôi mới bảo này, lúc bây giờ thì tôi cũng chưa quen thằng ấy rồi này, không lý ơi, làm cộng sản khó lắm, cái thằng ấy nó cũng trợn mắt lên với tôi rồi, nó bảo làm sao mà ông cho tôi được cái vinh dự là tay sai cộng sản, ông chủ cũng không cho tôi cái sai cộng sản, thì thằng cũng không lý. Cái lúc bây giờ nó chưa thấy mà thằng nào ăn nói ngang ngược như tôi cả, và nó sửng sốt, chứng tỏ rằng thì là từ xưa đến nay cái chiều lý luận của nó sai, cho nên nó mới là giặc từ Bắc vô Nam, do đó nó mới cái loại Ngô Kỳ, tức là miền Bắc xâm lăng miền Nam. Đấy, và nhìn một cách khác thì tôi nghĩ rằng thì là cái Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có lỗi, là sau Geneva Đảng Cộng sản Việt Nam để cho miền Nam một nửa vĩ tuyến miền Nam, và coi như rằng thì là nó thành ra là thành trì chống cộng. Do đó mà cái ông Ngô Đình Diệm ông mới đứng ở bên bờ bến hải này, ông mới tuyên bố rằng thì là đây là thành trì của thế giới tự do, đây là biên cương của thế giới tự do. Ông ấy tự nhận ông ấy là
biên cương của thế giới tự do, tức là cái sứ mạng của ông ấy là về cái biên cương của thế giới tự do. Bác, nếu mà không thế nhưng mà tiếp theo thì ông Ngô Đình Diệm thì ông ấy nói như vậy, nhưng mà một mặt khác đó, thì đứng về phương diện chính trị thì ông ấy cũng đo lường. Do đó mà ông em ông cố vấn Ngô Đình Du đó, tức là một cái banh trớt, là một cái bộ não của cái chính trị miền Nam đó, thì là ông Ngô Đình Du tổ chức một cuộc đi săn vào rừng để mà vào gặp Phạm Hùng, tức là đại diện của mặt trận giải phóng miền Nam, của người miền Nam. Thành ra rất là họ đã muốn đi đêm với nhau rồi, và cái điều đó đó thành ra cái điều đó nó mới làm cho Ngô Đình Du bị giết, là bởi vì rằng người Mỹ nó nói là tao viện trợ cho mày để mà mày be bờ để tao mà cả với thằng Trung Quốc, một cái thị trường lớn 1 triệu người, tức là làm rêu tao mượn mày để làm cái đó. Chứ bây giờ hai thằng Nam Bắc Ngô Đình Diệm mấy lại Bắc Việt và hai thằng định cộng tác với nhau, mày yêu nước mày ôm lấy nhau, thì cái sứ mạng của tao ủng hộ mày là để mày be bờ. Chứ bây giờ hai thằng định yêu nước, do đó mà Ngô Đình Diệm mới bị giết. Đấy mới là một trong những các cái oan khiên của cái đó. Thành ra một cái nữa mà để mà chứng minh thì mình mới thấy là ông Hồ Chí Minh đã gửi cành đào cho Ngô Đình Diệm nhân một cái dịp Tết, cái hồi đó vì Hiệp định Geneva và chia đôi đất nước, nhưng mà cái giai đoạn đầu đó là hai bên hẹn rằng thì là 2 năm thì sẽ thống nhất đất nước. Đây là chia là để tạm thời chia ở vĩ tuyến 17. Mới đầu người ta còn bàn là chia theo hình thức ra beo, ai ở đâu ở đó. Thế nhưng mà hình thức ra beo thì khó kiểm soát quá, cho nên người ta mới chọn cái vĩ tuyến 17 là một cái biên giới tạm thời để đóng quân và để 2 năm thì tổng tuyển cử. Thì 2 năm này là tổng tuyển cử, nhưng mà thì cái lúc bấy giờ thì ông Ngô Đình Diệm và nhất là bên phía mà Xiển nó đứng đầu thì nó nói thì là cái thế mà của miền Nam mà Ngô Đình Diệm đó thì là bị mang tiếng là cõng rắn cắn gà nhà, hoặc là cái dân số của miền Nam ấy thì là cái người miền Nam, người miền Tây ấy thì là nó chưa có kinh nghiệm cộng sản và nó thích cộng sản nữa. Thành ra mà nhất là cái dân số đó thì nếu mà tổng tuyển cử đó thì miền Bắc nó thắng. Thành ra do đó mới phải phá cái cuộc tổng tuyển cử. Cho nên ông Ngô Đình Diệm mới đành phá cái cuộc tổng tuyển cử bằng cách rằng thì là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để mà chuốt phế Bảo Đại. Đấy là cái dạ vâng, tức là hình như là ngày 2 tháng 11 này đúng không ạ, là coi như là cháu không biết dùng từ tưởng niệm hay là cái ngày mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm đúng không ạ, đã bị coi như là đạo chánh và đã bị hạ sát hai anh em của Diệm. Vâng, thưa anh, 2 tháng 11 đó là cái cuộc đảo chánh là mùng 1 tháng 11. Dạ. Và ngày 2 tháng 11 đó là hai người bị giết. Dạ. Thế nhưng mà cái mà tôi muốn nói là tôi nói cái xảy ra trước đó. Dạ. Tôi nói là cái mà hai bên thương lượng với nhau đó là có ý muốn hòa hợp hòa giải. Khi mà Hồ Chí Minh gửi cái cành đào cho Ngô Đình Diệm. Dạ. Và cái lúc bấy giờ đó thì là giữa Nam và Bắc đó, Hà Nội và Sài Gòn đó, đều là mỗi tuần lễ có một chuyến máy bay của Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến. Mới đầu là nó cho hai bên gửi thư cho nhau, gửi thư một cách nó gọi là cái bưu thiếp đó, tức là cái thơ ngỏ, chứ nó không thể tách rời hai bên được. Thành ra là tạm thời, tức là gửi những các cái bưu thiếp, những cái thư ngỏ
đề địa chỉ để chiếc để trong nước có những lời hỏi thăm nhau đó thành ra đó cái biêu thiếp đó thì cái ông mà chủ tịch ủy ban kiểm soát đình chiến đó, cái lúc bấy giờ là ông đại tá Hoàng Thụy Năm Hoàng Thụy Năm lúc đầu ông ấy là tỉnh trưởng của tỉnh Phủ Lý cũng quen thân với gia đình nhà tôi lắm vâng thành ra đó ông Hoàng Thụy Năm là ông ấy chủ tịch ủy ban kiểm soát đình chiến cho nên ông ấy vẫn có những cái máy bay bay từ Bắc vào Nam một tuần lễ một lần và chính ông ấy đã chuyển cái cành đào của Hồ Chí Minh cho ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Diệm đó cũng hiểu được cái thông điệp đó cho nên ông Ngô Đình Diệm rất là kính trọng nói là gì là nói với cái anh có hai cái người mà ở trong cái gọi là chánh văn phòng của ông Ngô Đình Diệm nói rằng mang trưng cái cành đào này ở phòng khách của tổng thống và trong cái cành đào đó lại có cả cái lời chúc tết thành ra là hai bên họ muốn liên lạc với nhau thế nhưng mà chính vì cái cành đào đó mà ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Du bị giết bởi vì rằng cái sứ mạng mà nó giúp miền Nam Việt Nam là để nó be bờ rồi nó nhìn cái thị trường của Trung Quốc cái lúc mà Kissinger mà nó đi đêm để mà có thể Nixon mà gặp tổng thống Mỹ hay là Chu Ân Lai hay là gặp Tập Cận Bình hay là gặp gì đó thì cái lúc bây giờ lúc nào thì mấy cường quốc nó buôn bán ở trên đầu của mình còn thành ra cái ông trở lại cái ông Hoàng Thụy Năm đó là ông ấy cười cái cành đào và nó có một cái quan thiên tức là tự dưng là người ta thấy là gì là ông ấy mất tích ông Hoàng Thụy Năm mất tích và cái lúc bây giờ là ông ấy vào Thủ Đức ông ấy thăm gia đình hay là có người nói rằng thì là ông ấy vào thăm một bà vợ nhỏ hay là gì đó ở Thủ Đức thì lúc bấy giờ là ông Ngô Đình Diệm thì là cũng chưa mạnh lắm nghĩa là tôn trọng cái ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến lắm thì nghĩa là thấy rằng thì là ở trong khu mà mình cai trị và ngay ở Thủ Đức thôi mà bây giờ ông Hoàng Thụy Năm biến mất không biết là bị bắt cóc hay là cái gì đó thành ra nghĩa là cho người đi rùng xét cái gì đó thì khoảng độ một tuần lễ sau thì ở cái cầu Bình Lợi thì là có những cái đám bèo nó trôi vào lúc nào thì bèo nó cũng đầy ra ở cái cầu Bình Lợi thế nhưng mà thì những cái người lính gác ở hai bên cầu Bình Lợi đó cái cầu Bình Lợi thì là mấy cái chân cầu đó thì là nó có rào dây chắn gai để mà nó tránh những các cái thảm mìn là biết mà về đó thì còn cái những các cái bèo mà nó đầy trên cầu Bình Lợi đó mặt nước đó thì là nó thấy là thì là có một cái đám bèo nó lạ quá là nó dập dình và nó có vẻ nó nặng và cái gì đó và lính ở trên cầu đó thì nhiều khi nó cũng bắn nó bắn chơi đó nó đứng nó gác ở trên cầu cái gì đó thì nó bắn thì nó thấy lạ và nó thấy hình như là có máu hay là cái gì đó. Thành ra nó mới ra lệnh là vớt cái đám bèo đó lên thì cái đám bèo đó có cái xác chết một cái xác chết và cái xác chết đó bị khâu mồm chọc mắt thành ra nó nói rằng thì là đây không phải là một cuộc tự tử đây nó là một trong cái âm mưu mà giết người có một cái thông điệp cái thông điệp đó tức là hai bên miền Nam miền Bắc Hồ Chí Minh gửi cành đào cho Ngô Đình Diệm và cái người mà chuyển cái cành đào đó là ông Hoàng Thụy Năm đại tá Hoàng Thụy Năm kiểm soát đình chiến cho nên nó mới giết cái ông này và thì lúc bấy giờ thì người ta mới mang cái xác chết vào cái bệnh viện gia định
để mà làm autopsy, tức là giảo nghiệm cái tử thi đó, thì người ta cũng cái lúc bây giờ là cái vân tay vân tiết thì gần như là nó mất rồi, cái xác chết nó cũng mục hết rồi, thì nó cũng lại trùng hợp là cái bà Hoàng Thụy Năm đó, thì bà cũng thấy là thì là cái dịp đó là ông chồng bà cũng mất tích, thì bà mới gọi là bà tới cái bệnh viện gia đình để xem cái xác chết đó, thì bà nhận ra là xác chết của chồng bà, bởi vì cái quần đùi của ông Hoàng Thụy Năm mặc đấy, hãy còn mặc đấy, trong cái xác chết đó là cái quần đùi của chồng bà đó, thì là đấy là mấy cái đấy là cái oan khiên của cái cuộc hai bên mà giao dịch với nhau đó. Đế quốc nó ở trên nó gần như là chưa tới lúc anh đi quá sớm. Dạ vâng thưa bác, thì cái đó là chuyện quá khứ góc khuất lịch sử. Giờ trở lại cái chuyện của thành phố Westminster, thì cũng như cái từ mà bác nói là cùng gì nói đó, thành trì chống cộng. Thì bây giờ như là cháu đồng ý với bác, cháu không biết cái quá khứ, cái lý tưởng, cái tâm tư thật sự của Ngô Kỷ trước đây ra sao. Chứ ngay bây giờ hiện tại thì cháu đồng ý với bác là rõ ràng là Ngô Kỷ không có công khai quy thuận triều đình, đúng không ạ? Thì cũng rõ ràng là mình nhìn qua những cái động thái thì cháu có thể giống như bác thấy được là rõ ràng Ngô Kỷ bây giờ không hề có cái tư tưởng chống cộng, không có cái ý tưởng muốn chống cộng, muốn chống đối, muốn lật đổ chế độ gì hết. Thì nhưng mà bây giờ họ vẫn ngoan ngoan, họ kêu là họ phải cho đồng hương mình ở đây phải theo họ để bảo vệ cái thành trì chống cộng, để bảo vệ cái chức thị trường của Chí Tạ. Thì thưa bác nghĩ là cái cuộc tại vì như vậy là bác hôm thứ tư là đa số hội đồng thành phố đã thông qua rồi, tức là họ quyết định là đối với họ, họ đồng ý là bãi bỏ không có bầu cử thị trường nữa, nhưng mà chỉ là cái quyết định của họ chỉ có thể đưa cái ý tưởng đó vào cái cuộc bầu cử trưng cầu dân ý, đúng không? Để mà cử tri ở thành phố Westminster sẽ quyết định là sẽ tiếp tục bầu cử thị trường hay là không bầu ra thị trường nữa, mà sẽ chỉ có 5 nghị viên và họ 5 nghị viên đó sẽ luân phiên nhau làm thị trường. Thì cháu nghĩ là trong tương lai đó là Ngô Kỷ và Nam Quan và những lưu la khác sẽ tiếp tục là tuyên truyền có luận điệu nói rằng là đây là thành trì chống cộng, phải có đô trưởng Chí Tạ thì mới bảo vệ được cộng đồng, mới chống cộng được hiệu quả. Thì bác nghĩ là cái kết cục nó sẽ đi đến đâu về cái vấn đề tương lai của Westminster, là cử tri đa số người Việt mình có ủng hộ cái vấn đề mà bãi bỏ cái việc bầu cử thị trường hay không? Anh tôi thì tôi cũng không phải là tiên đoán thời cuộc gì cả, nhưng mà tôi theo báo thì chưa kịp đăng, nhưng mà tôi thấy cái thông cáo của cái luật sư Nguyễn Quốc Lân đó, thì ông ấy tường thuật về cái cuộc bầu cử và cái cuộc họp ngày hôm thứ tư vừa rồi của thị xã Westminster đó, thì ông ấy nói chuyện là thì là tất cả những cái chương trình mà đưa vào để mà trục xuất ông gì đó khỏi cái Chí Tạ, khỏi Westminster Mall, rồi thì là cái câu chuyện rằng thì là mấy người này thì phải là họp riêng, không có được mà thông đồng với lại cử tri hay là cái gì đó, cử tri với lại thông đồng với lại cái ông manager đó, vân vân. Thì coi như rằng thì là bây giờ là cái phán quyết đó là bây giờ nó 3-2, tức là cái bên phía kia nó thắng rồi, tức là họ có quyền quyết định là gì cho thành phố. Thế là thành ra bây giờ là họ mới vận động rằng thì là bây giờ là phải phá thối, xuất phế cái bà Hồ đó, để lấy lại cái đa số, đấy, xuất phế cái bà cái Kimberly Hồ đó. Thì mình thấy là thì là cái thị xã này nó tới lúc mà nó dẹo dạo, và tới lúc mà cái ván bài nó lật ngửa rồi, nó cáo chung rồi, thì mang mấy buổi họp mà để mà gọi là
ông Ngô Kỳ cứu nguy, cứu nguy đại trưởng, cứu nguy cái đô trưởng, so sánh với tòa Bạch Ốc, Tạ Đức Chí rồi thì là cứu nguy cái này cái kia đó, thế nhưng mà thì rồi thì là cái anh mà cái cuộc họp thứ hai đó là cái ông Anh Dũng đó, một trong những cái ông mà cũng gọi là đoàn thanh niên công giáo hát nhà thờ nhà biết gì, ông ấy là ông ấy cũng gặp nói cũng tốt lắm và có uy tín, thì coi như là thì là đây là những các cái người mà đứng ra để mà cứu nguy phò giá tới lúc là cái chức nó lung lay đây là thì mình nhìn thấy là đây là những cái giờ phút cáo chung của cái thành trì chống cộng hay là cáo chung của mấy chục năm ở Bôn Sa này, cho nên là tôi mới hội ý và tôi nghĩ rằng thì là họ có những các cái nhà nước Việt Nam và nhất là những người mà làm văn hóa Việt Nam, những người làm điện ảnh Việt Nam đó thì có lẽ rằng thì là họ chọn Ngô Kỳ là một nhân vật tiêu biểu, coi như rằng thì là Ngô Kỳ cũng là một người có giá trị, có trình độ, thì là coi như rằng thì là đây là một cái người mà chia tay ý thức hệ, cảm ơn anh coi như rằng là và sự thật rằng là mấy người này mà cứ dè biểu Ngô Kỳ, thì tôi nghĩ rằng thì là Ngô Kỳ là một người có trình độ mà hắn ấy riêng cái câu chuyện hắn ấy nói có sách mách có chứng, nhưng mà thằng cha nó nói có lửa nó nói có lửa, và nếu mà đi từ gốc gác cái là thằng này là nó là tay hầu của cái chánh biệt lý Rakatus. Mình đời xưa mình không hiểu là ở nước Mỹ chánh biệt lý là phải có bầu dân bầu lên chứ không phải là bộ trưởng tư pháp chọn thành ra nó chánh biệt lý. Thì cái ông chánh biệt lý này đó, ông ấy do phải có phiếu bầu thì ông ấy chọn Ngô Kỳ để mà lấy cái phiếu bầu của người Việt Nam, tức là người gốc Việt, còn ông ấy chọn người khác để lấy phiếu người Mễ, chọn người khác nữa để lấy phiếu người da đen, còn nhưng mà Ngô Kỳ là nó được chọn để lấy phiếu người Việt, rồi từ đó mới được tự tiến thân lên nó là đi làm đại biểu cho đảng đó, thì là nó mấy lần đi làm đại biểu của đảng này đảng kia, và tôi thấy rằng thì là hắn ấy nói là rất đúng, và nó có một cái hay đó, có cái hay đó là Ngô Kỳ nó lại là một trong những người mà nó cũng có một cái hình thù nó hơi dị dạng, không ạ, nó quắc thước thì không ra quắc thước, lông mày cũng dựng lên, không biết là tôi có mấy lần tôi đi ngồi bên cạnh hắn ấy thì tôi thấy anh chị là hình như là nó xâm cái lông mày, bây giờ thì là xâm rồi nhỉ, cháu cũng không biết hồi nhỏ là lông mày sao chứ bây giờ là lông mày xâm đó, nhưng mà một trong những cái người mà nó cũng lại là thì dự đại hội đảng Cộng Hòa mấy lần đi dự đó thì là với cái thân hình mà kỳ cục của thằng này mà nó lại gãi đúng chỗ ngứa, tức là nó mặc áo thục cờ đỏ sao vàng hay là nó thắt thân như là của vua Bảo Đại ấy, thì với cái hình thù kỳ cục của nó thì tôi thấy rằng thì là đại hội đảng thì tất cả những cái nhà truyền thông nó quay vào cái con khỉ này, cái con khỉ này nó quay nó zoom vào cái con khỉ này, thành ra cái con khỉ này nó thành ra gây chú ý, đúng rồi, nó có cái may mắn là gây chú ý, và Ngô Kỳ nó còn tiết lộ một cái hay lắm, anh ấy nói chuyện thì là trong một cái chuyện mà đi dự đại hội đảng với gì đó thì nhiều khi là đại hội đảng không phải là họ nằm ngay chỉ nằm ở trong cái tòa Bạch Ốc hay là chỉ nằm ở trong cái trụ sở của đảng, mà họ cũng đi thăm những cái cuộc biểu tình xung quanh đó, thì những cuộc biểu tình xung quanh là đại hội đảng là nó đã tổ chức là đứng ở đâu hết cả rồi, để mà cái ông
chủ tịch đảng đó đã đi ra bắt tay với người đại biểu ngữ để biết là hoan hô. Thì thằng Ngô Kỳ nó tiết lộ một điều hay lắm, nó nói chuyện là thì là để mà đoán á, đoán cái ông tổng thống ông chủ tịch đảng á, ông ấy sẽ đi chỗ nào đó, thì nhìn thấy rằng thì là cái đoàn hộ vệ đó nó đã đi trước rồi, an ninh chìm, nó dắt chó nó dắt chó đi ngửi ở chỗ nào đó thì là nó mới nói là Ma Lê cũng là có bản lãnh nhưng mà chỉ là những vấn đề ma mắn thôi. Không lắm ấy, một trong những người được tôi thấy thì là nó sáng suốt lắm mà. Dạ đó, dạ. Thành ra đó là cái ông Ngô Kỳ đó, thành ra tôi nghĩ là kỳ là ông ấy xứng đáng để mà làm một cuốn phim. Hôm vừa rồi là gặp Nam Quang thì tôi cũng chưa kịp hỏi và tôi không biết là cái chương trình đó nó còn tiếp tục không. Ô, bác thấy là cách đây vài tuần sau khi mình nói chuyện thì cháu thấy là Nam Quang dắt Ngô Kỳ vô một cái phòng studio rất là hoành tráng, đúng không ạ, rất là lịch sự hiện đại để phỏng vấn. Thì rõ ràng là những cái viễn ảnh bác vẽ ra là nó đang từ từ nó gì đó bác, nó đã xảy ra theo những cái gì mà bác đã cảnh báo trước. Vâng, thành ra đó là Nam Quan là một cái anh cơ hội chủ nghĩa, còn anh muốn làm chính trị, nhảy từ đảng này sang đảng kia, gọi là con cháu của ông họa sĩ rừng mới đi đó thì là đó là thành phần thứ ba đúng không ạ? Vâng. Bây giờ lại xưng là hùng vương Việt Nam Cộng Hòa. Không, mà trong mặt mũi thì cũng sáng sủa, trong người cũng là như vậy thì là đáng đại diện rồi. thì tôi nghĩ rằng thì là có thể là hắn ấy sẽ khai thác cái chương trình đó. Không biết là chương trình đó nó có thể là đã bị vượt qua rồi không, hay là lại có cái mối khác của người khác người ta nhảy lên đấu thầu thì mình không biết. Thành ra nếu vậy thì bác nghĩ sao, riêng cá nhân bác nghĩ sao về là nếu mà bác bỏ phiếu thì bác có muốn là thành phố Westminster tiếp tục là bầu cử chức thị trưởng hay không, hay là dẹp bỏ cái chức thị trưởng này đi mà luân phiên nhau? Và bác nghĩ sao về cái kết cuộc, tức là cái cuộc đấu đá giữa nhóm mà ủng hộ bà Kimberly và nhóm ủng hộ Chí Tài? Thì tôi chả bao giờ tôi đi bỏ phiếu ở đây anh, và tôi cũng tôi nhìn thấy cái cộng đồng hải ngoại này nó là một cái mớ bòng bong nó vô cùng lộn xộn và tôi biết lúc đầu tôi có nói với anh là ai đưa ta tới chỗ này và tôi mới nhìn thấy rằng thì là tôi muốn giải thích một cái người mà tôi nghĩ là khá tiêu biểu, tức là mẹ đấm đó. Mẹ đấm đó là cái gì đó, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó. Thì mẹ đấm phải được qua Mỹ, mà được qua Mỹ cả mẹ hai đứa con và bà ấy, tức là bốn người, cả bốn người đó được qua Mỹ và được qua Mỹ, và người ta cũng phải hỏi cái lý lịch của bà này, chồng là ai, và hai cái thằng kia bố nó có phải là bộ đội hay là bố nó Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không cần biết, nhưng mà nó có một cái Mỹ, nếu gọi là mẹ độc thân đó, tức là sinh tồn form á, tức là không ở chung với bố cùng mấy người con, không nuôi con là, không nó không cần, nhưng mà mình muốn nói chuyện là cái gốc khác đó. Chứ còn thì là single mom thì là nói một cách chung chung thôi, nói chung chung nhiều người đó. Còn cái trường hợp của bà này là một trường hợp đặc biệt, phải được đi một cách đặc biệt. Thế thì có một người người ta mới nói thì là những các cái tổng thống Mỹ người ta đi Việt Nam thì bao giờ người ta cũng có một cái số hồ sơ được gửi gắm, và người ta ví đấy là cái hành trang, cái đồ trang sức của một cái chuyến công du của một tổng thống Mỹ. Thì may minh họa cái bà, không phải minh họa, một cái chuyến công du đó, thì đây là đồ trang sức mà, thì
trong cái đó nó gọi là cái phao đó, trong cái hồ sơ đó có cái hồ sơ là xin cho mẹ nấm đi, cái gia đình này đi, có thế thôi. Đây nó là một cái may mắn, nó cũng giống người ta mở sổ số này đó, thì là thì cái bà này được đi qua Mỹ, được vận động và là gửi gắm qua và phu nhân Melania Trump. Đó, thế thôi, thế thôi, còn thì là do đó mà bà này bà ấy được đi qua Mỹ một cách nghĩa là, nhưng không may quá bà ấy trúng số, nhưng mà bà ấy qua Mỹ thì bà ấy cũng lại là một nhà đấu tranh ở Việt Nam, thì bà ấy qua đây bà mới có một cái câu mà bà ấy một câu than thân trách Phật đó. Tôi nghĩ rằng đây là cái mà cái quản diễn của tôi phải nói rằng nước Mỹ không vĩ đại như bà ấy tưởng. Chính cái câu của bà ấy là nước Mỹ không vĩ đại như bà ấy tưởng, tức là gì? Vĩ đại tức là bà ấy nói rằng nước Mỹ không có lý tưởng cao siêu, cái nền dân chủ của nước Mỹ làm cho bà ấy thất vọng. Đây mới là cái diễn giải của tôi. Và quả tình là bà ấy thấy rằng thì là bà ấy đã đi qua đến được hồ vật trong mấy tháng đầu, xong rồi thì là hết những các cái tháng đầu đó, hết chuyện rau phe nó tiếp thì là phải đi ra mà đi làm, hay là có mấy thằng nó nói chuyện là bây giờ là tức là bà ấy được một vài cái không biết là Việt Tân hay là gì đó tung hứng hay là đón rước một cách kinh khủng lắm, coi như là một trong những các cái linh hồn và cứu tinh của dân tộc, một trong những các người mà chống đối nhà cầm quyền Việt Nam, một trong những các cái một trong những các cái linh hồn của cuộc đấu tranh chống cộng đó. Nhưng mà bà ấy đi qua đây thì bà ấy mỗi ơi bà ấy được đón tiếp mấy tháng đầu, xong rồi thì là bà ấy thấy là bà ấy thất vọng. Thế là mấy người này nói thì là nó đi qua đây là đi làm đi chứ nó nằm ngửa máy ra làm gì cả, thành ra đấy mới là cái mà bà ấy nói là nước Mỹ không vĩ đại như bà ấy tưởng đấy. Và để đi xa hơn thì bà ấy nói thì là bà ấy đứng núi này trông núi nọ, bà ấy chống nhà cầm quyền Việt Nam, bà ấy thấy là thì là bây giờ có thể bà ấy hơi hối hận rằng thì là thực ra cái đường lối của nhà cầm quyền Việt Nam nó đúng, nó cần thiết, chứ nó không có hỗn láo, nó không có nháo nhào như là cái chế độ của nước Mỹ. Đấy là tôi muốn đi, đây là cái lời kết luận. Dạ vâng, cảm ơn bác. Nãy giờ mình nói chuyện cũng hơn 2 tiếng rưỡi rồi. Đó vậy mời bác có lời cuối để chấm dứt chương trình luôn ạ. Vâng, thưa anh, thành ra mình tôi nghĩ rằng tôi cảm ơn Khải Đào. Tuy rằng thì là mình cái chương trình anh vấp ngã đó. Thế nhưng mà tôi thấy là cái ông luật sư Trịnh Quốc Thiên, Trịnh Quốc Thiên đó, ông ấy tường thuật, ông ấy nói rõ lắm cái đường lối của Khải Đào, tức là tránh lừa, tránh gian, dẹp láo, dẹp lừa, dẹp đoạn, và cũng muốn đi theo cái con đường của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, tức là dạy dân, tức là giáo hóa người dân. Cái con đường đó là cái con đường cái điều đó nó rất phù hợp với cái quan niệm của tôi. Tức là cái bọn ở đây là cái bọn bán hàng giả, cái bọn lừa, bọn bịp, thì cái việc làm của mình tức là mình phải làm cho họ, mình phải làm cho họ thức tỉnh, mình đánh thức họ dậy. Bởi vì rằng thì là mấy chục năm ở hải ngoại đấy, họ đã bị điều kiện hóa, họ đã bị nhào nặn trong cái truyền thông thổ giả này, cái truyền thông buôn hàng thổ bán hàng giả này. Nó bán hàng giả tức là nó chụp mũ, nó vu vạ, nó nói xấu, cho nên nó mới phải dùng cái bán hàng giả
tiếng Pháp nó là Le Fourmayonneur Mayonneur quay 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 ăn là quay ăn là monnaie monnaie là tiền tiền monnaie là tiền Le Fourmayonneur là bọn tiêu bạc giả chứ không phải là bán hàng giả mà bọn tiêu bạc giả bọn lừa đảo mafia thành ra ban đúng là mafia cái cũng lại trẻ mà trước khi bắt cháu cũng nói đều về thầy cũng xin cảm ơn anh Trúc Thiền đúng không ạ. Thầy có nghe bác Nguyễn Mạnh Cường nói thầy có mua xem và mặc dù trước đây thầy với anh cũng có những cái đụng chạm đúng không ạ, và như thầy đã trình bày thầy không có chủ trương mà phải nể mặt ai hết, không có phải tránh né luồng lách liếc lách nối lách gì hết, có sao nói vậy thôi đúng không ạ. Thì cũng có đụng chạm đến anh Trịnh Quốc Thiền một số lần, đó là Thải cảm thấy nếu mà Thải có những gì Thải nghĩ là cần phải phân phui, cần phải lên án, cần phải đặt ra những cái vấn đề thì Thải thẳng thắn Thải nói, thì chắc chắn là có luồng chặt đến anh Trịnh Quốc Thiền. Nhưng mà Thải xem cái chương trình của anh vừa rồi thì anh rất là công tâm vô tư, và những cái cách trình bày của anh thì Thải thấy rất là, dùng cái từ gì bác, tức là Thải không muốn đi bưng bô cho anh để mà nói là bao dung độ lượng, nhưng mà ít nhất là nó rất là vô tư, nó rất là công tâm khách quan và ngoan, đó là nói chung là cũng không có dìm hàng Thải. Và có một phần nào đó như này bất thường nói, mà nói đến những chuyện mà như là khai dân trí hay là cụ hai cụ Phan thì Thải chỉ xin góp phần thôi, góp phần đúng không ạ, góp phần khai thông dân trí, mà trong cái phần của Thải thì nó thiên về vấn đề phanh phui dẹp láo dẹp loạn, dẹp láo dẹp lừa dẹp loạn nhiều hơn. Thành ra một lần nữa Thải ghi nhận cái phần nói chuyện của anh Trịnh Quốc Thiên về cái kênh của Thải đang bị tạm thời gọi là báo cáo hay là đánh phá gì đó. Thì Thải cũng qua đây hy vọng các bạn nào mến mộ bác Nguyễn Mạnh Cường cũng như từ từ hiểu được cái mục đích của Thải, thì xin các bạn đăng ký ghi danh ủng hộ kênh và quảng bá giùm, và cháu mời bác là tiếp tục có lời để kết thúc chương trình. Con xin mày đấy thì những các cái người mà trí thức Hoàng Duy Hùng hay là kể cả Nguyễn Phương Hùng vân vân đó thì ví dụ như Nguyễn Phương Hùng thì là ông ấy là một cái người mà về theo cái lời mời cái dịp xuân về thăm quê hương và ông ấy là có tài thật. Cho nên ông mới lập cái kinh mà KBC hải ngoại. KBC đó tức là khu bưu chính hải ngoại, tức là ông mới muốn nói thì là ông ấy là Việt Nam Cộng Hòa cũ, khu bưu chính, mà bây giờ khu bưu chính ở hải ngoại. Và ông ấy lại cũng có tài, ông ấy đóng kịch, ông ấy làm thương phế binh, rồi thì là ông ấy đi thăm cả mọi miền quê hương, và ông ấy được ở trong nước là rất là quý mến. Tôi nhớ rằng thì là có một cái phim là ông ấy đặt có cái phim mà nhạc cầm quyền Việt Nam ở trong nước đó, nó nói là chỉ là Tết là nhà. Cái chữ mà tôi rất phục ở trong nước họ là những người có văn hóa nối cái Tết với lại cái nhà nó khác hẳn nhau nhưng mà nó mới là quê hương, là chùm khế ngọt, nó mới là cái nơi mà để gửi gắm gửi gắm cái tâm hồn, gửi gắm cái nơi chôn nhau cắt dưa rốn. Thành ra cái chữ mà Tết là nhà đó, cái giờ này đó là cái giờ Tết thì người ta cúng tổ tiên thì về thăm quê hương, đấy mới là một trong những các cái chương trình mà ông Nguyễn Phương Hùng ông mới về thăm quê hương. Và quả tình là ông ấy được đón tiếp rất nhiều, rất nhiều. Thế nhưng mà có lần mấy người gì đó thì tôi có phê bình, bây giờ tôi nói chuyện với anh đó thì là tôi nói rằng thì là ông Nguyễn Công Hùng thì là một trong những cái nhà đấu tranh mà tôi cộng tác với ông đó 2-3 năm, rất là quý mến nhau. Thế nhưng mà tôi sở dĩ tôi bỏ ông ấy là bởi vì rằng thì là ông ấy đấu tranh, ông
của tôi thì là một trong những người mà họ muốn tìm tới một cái hòa giải dân tộc của những người tù của lương tâm trách nhiệm chứ tôi không phải là nhà đấu tranh. Còn ông Nguyễn Phương Hùng là một nhà đấu tranh do đó mà ông ấy trách móc ông Quán, trách nhà cầm quyền Việt Nam rằng qua cái sự kiện Hoàng Duy Hùng. Vâng, không những là sự kiện Hoàng Duy Hùng mà ngay ở trong nước đó thì ông ấy nghĩ rằng thì là ông ấy có công như vậy, ông ấy về ông cộng tác như vậy và nhà cầm quyền Việt Nam không có hậu đãi hay là hậu đãi một cách đáng kể xứng đáng. Thế thì cái lần đó thì tôi mới nói chuyện này thì là đây là cái mà tôi xa ông ấy, tôi gì đó là bởi vì thì là ông ấy là nhà đấu tranh còn tôi chỉ là cái người mà trách nhiệm của một cái trong cái người mà chứng kiến cái thời đại thôi. Tôi thích cái câu chứng nhân của lịch sử. Vâng, tôi thích cái của ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đó. Ông ấy đặt vấn đề là khi ấy anh ở đâu. Thế thì nếu cái câu đó đặt với Ngô Kỳ, đặt với Nam Quan, đặt với gì đó thì nó sẽ thành cái chớ phở ra. Cái lúc bây giờ đó anh ở đâu, Việt Nam Cộng Hòa, để cho nó chìm đắm như vậy. Lúc bây giờ anh ở đâu khi mà người ta giết ông Ngô Đình Diệm. Lúc bây giờ cái ngày mà mùng 1 tháng 11 năm 63 anh ở đâu cùng với lại cái Dương Văn Minh hay là sư đoàn 5 cùng với lại cái đảng tá Nhung là chung thiếu tá Nhung mà nó giết ông Diệm hay là mày nghĩ rằng thì là đây là một cái câu hỏi mà nó chất vấn lương tâm của mỗi chúng ta. Thành ra tôi muốn mang một cái tiêu đề của cái ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, tôi nghĩ rằng đây là cái nơi giúp mà chúng ta cần phải tự vấn cái lương tâm của mình. Thành ra cái kết luận của tôi. Dạ vâng, cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Cường rất nhiều. Bây giờ đã là gần 6 giờ, chúng ta phải chấm dứt chương trình để bác còn về trước khi mà trời tối. Thầy cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới.